Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn thiên đạo chưa bao giờ đuổi cùng giết tận ma đạo, là muốn tam đạo tranh đấu với nhau mà thúc đẩy bàn cờ, các ngươi còn vọng tưởng muốn nhảy khỏi bàn cờ. Lúc ban đầu, tôi từng hỏi Khương Tuyết Dương, ngay từ đầu ma đạo đã là sự sai trái, thì tại sao thiên đạo lại để ma đạo xuất thế nữa? Bây giờ tạ Lưu Vân đã cho tôi câu trả lời, thiên đạo dung túng ma đạo vì muốn ma đạo bù đắp cho số mệnh của vạn vật tam sinh, suy ra vận mệnh bàn cờ. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật tam sinh vạn vật không chỉ là học thuyết kinh điển trong đạo tàng, mà còn được chứng minh trong vật lý học ở hậu thế. Cho dù các nhà khoa học cố gắng suy luận như thế nào, thì vấn đề tam thể cũng không theo định luật nào. chương 606, Uy quyền đế tuấn 2 Tạ Lưu Vân, nếu thiên đạo muốn giữ lại tam đạo để suy đoán vận mệnh bàn cờ, vậy tại sao bây giờ lại muốn phân thắng bại, kết thúc ván cờ? Tôi hỏi, nghe tôi hỏi một câu như vậy, Tạ Lưu Vân trầm mặc. Thật lâu sau đó, ông ta thở dài nói có lẽ thiên đạo hiện tại cũng ý thức được vận mệnh bàn cờ là không thể phá giải cho dù ông ta suy tính cho trăm triệu năm sau thì cũng không thể kiểm soát được quỹ tích của vận mệnh đã như vậy thì tại sao chúng ta lại phải tham gia vào tranh đấu trong bàn cờ tại sao lại không tự nắm giữ vận mệnh của chính mình ta cũng muốn làm như vậy đáng tiếc ta không phải ma đạo tổ sư tạ lưu vân thở dài một hơi nói ta cũng không phải ông ấy Ta chỉ dựa vào dũng khí đơn độc của mình để bước tiếp con đường ông ấy chưa đi hết mà thôi. Nguyên phượng thiếu nữ bị thương rất nặng, không chỉ sinh cơ thiếu thốn trầm trọng mà thần hồn cũng bị tổn hại không nhẹ. Ba ngày sau, thiếu nữ Nguyên Phượng tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Mặc dù ma đạo chúng tôi không có tiên thảo, linh dược, nhưng những gì chúng tôi cho cô ấy tốt hơn nhiều so với tất cả các loại tiên dược. Trong ba ngày này, Khương Tuyết Dương thi Pháp chưa từng bị gián đoạn, không biết có bao nhiêu linh khí thiên địa đã hóa thành ngọn gió hồi phục đưa vào cơ thể thiếu nữ nguyên phượng a lê cũng cống hiến không ít tuy rằng thuật nguyệt quang của cô bé rất mạnh nhưng thần hồn nguyên phượng thiếu nữ chịu sát thương quá lớn bây giờ cùng lắm a lê cũng chỉ là tu vi cấp bậc thiên tôn mạnh nhất mà nguyên phượng thiếu nữ lại là cấp bậc đạo tổ hai người tranh lệch tựa như vực sâu thiên địa vậy kết quả là a lê phải rút cạn thần niệm của mình hóa thành ánh trăng để nuôi dưỡng thần hồn cho thiếu nữ nguyên phượng mãi cho đến khi nguyên phượng thiếu nữ mở mắt ra a lê mới thu hồi thuật nguyệt quang sắc mặt cô bé hoàn toàn tái nhợt nguyên phượng thiếu nữ đương nhiên biết mình thương thế nghiêm trọng cỡ nào nhìn a lê vì cô mà tiêu hao gần như toàn bộ thần niệm còn có khương tuyết dương cũng tận tâm tận lực vì cô khôi phục nguyên khí trong mắt lộ ra một chút cảm kích sau khi tỉnh dậy thiếu nữ nguyên phượng kể cho chúng tôi về nguồn gốc của cô ấy cùng những gì đã xảy ra trong màn sương mù cô không nói sẽ không ai có thể tưởng tượng được tiểu la lị băng tuyết thông minh và vô hại trước mặt này lại tham gia vào cuộc tranh bá của vạn tộc năm đó, mở miệng gọi cô ấy một tiếng nguyên phượng tổ sư thì cũng không ngoa. Khương Tuyết Dương đoán không sai, nguyên phượng thiếu nữ cùng đế tuấn thật sự có thâm thù đại hận. Lúc đó bị đế tuấn ở chiến trường cổ vạn tộc ra tay đánh đến suýt nữa thì chết, đến khi dục hỏa trùng sinh thì lại bị đế tuấn đánh đến trọng thương và lần này cũng thiếu chút nữa đã chết dưới tay của đế tuấn. Thiếu nữ nguyên phượng nói, sau trận chiến vạn tộc trong vực sâu hồng lư kết thúc, Nhiệm vụ của Đế Tuấn với tư cách là một người gác cổng đã hoàn thành, rồi sau đó ông ta lên đỉnh núi Bất Chu để canh giữ Linh Hồn Cung Công. Ban đầu khi Ma Đạo Tổ Sư cùng Đế Tuấn giao thủ cũng là ở trên đỉnh núi trong màn sương mù, chỉ là tôi không hiểu Đế Tuấn rốt cuộc có năng lực gì, tại sao ngay cả Ma Đạo Tổ Sư cũng không giết được ông ta, mà lại còn bị ông ta đả thương nữa. Khi tôi hỏi câu hỏi này, Nguyên Phượng thiếu nữ đã giải nghi hoặc cho tôi. Cô ấy nói, sức mạnh của bản thân Đế Tuấn bây giờ cũng gần giống như cô ấy nhưng ông ta có thể sử dụng sương mù hư không để che giấu bóng ảnh của mình nếu sương mù không bị phá vỡ thì không cách nào xác định được chân thân của đế tuấn ngoài ra đế tuấn còn sở hữu một thần khí bình luyện yêu yêu tộc có hai đại thần khí một là cờ chiêu yêu do nữ oa điều khiển hai là bình luyện yêu do đế tuấn dùng sau khi nữ oa quy hàng thiên đạo yêu tộc bản tính tàn nhẫn sự tàn bạo cùng lệ khí đều tự sinh ra để không phá hủy sự cân bằng thái cực của thiên địa thượng cổ chúng thần đã cùng nhau đúc chiếc bình thanh đồng có thể thanh tẩy ác khí hung tàn, dùng để tịnh hóa các yêu, ma, thú quá đối tàn ác, duy trì sự hài hòa của đại địa. Sau đó, đế tuấn chấp trưởng yêu tộc, vì vậy chúng thần thượng cổ đã giao bình luyện yêu cho đế tuấn để kiểm soát. Bình luyện yêu uy hiếp đến vạn yêu, mặc dù ta đã cắt đứt tất cả ma tính của mình, nhưng vẫn không thể thoát khỏi ảnh hưởng của bình luyện yêu, mới bị ông ta nhân cơ hội đả thương ta. Nếu không phải ta từ bỏ mấy ngàn năm tu luyện hỏa diễm tinh linh, thì thiếu chút nữa đã bị thu vào bình luyện yêu mà tôi luyện. Nguyên Phượng thiếu nữ vẫn còn chút sợ hãi nói, "Bình luyện yêu có ảnh hưởng đến nhân tộc không?" Tôi hỏi, "Bình luyện yêu vô dụng đối với nhân tộc, chỉ uy hiếp đến thần hồn yêu ma mà thôi." Nhưng trong bình luyện yêu không biết đã hấp lệ khí tàn bạo hung ác của bao nhiêu yêu thú, ta có thân thể hỗn độn, có thể không chịu ảnh hưởng của dòng khí, nhưng các người thì chỉ cần một chút không cẩn thận, sẽ mất đi tâm trí, trở thành tay sai của đế tuấn. Chương 607, quái thú cửu anh 1 sau khi được thiếu nữ nguyên phượng nhắc nhở số lượng người lên núi được liên minh đạo môn lựa chọn lần nữa giảm xuống sự tàn bạo cùng lệ khí trong bình luyện yêu có thể làm hoen ố thần hồn dưới thiên tôn rất khó để giữ linh hồn trong sạch nếu đánh mất đi lý trí thì có thể sẽ không bao giờ quay lại được từ khi vào quy khư đến nay việc các đồng đội do đánh mất lý trí mà đao kiếm tương kiến lẫn nhau là chuyện vô cùng tàn nhẫn cuối cùng danh sách lên núi của ma đạo chúng tôi đã loại ra hai vị đại sát thần cùng kiêm hà ngạo phong mặc dù hai đại sát thần chiến lược cực kỳ mạnh mẽ nhưng họ vốn có sát tính tận sâu cốt tủy rất dễ bị lệ khí tàn bạo ảnh hưởng kiêm hà là huyết mạch huyễn ma trước khi phong thần cô ấy vẫn là yêu chịu sự uy hiếp của bình luyện yêu mặc dù ngạo phong là tổ long nhưng tranh lệch tu hành khá nhiều so với nguyên phượng thiếu nữ đến cả thiếu nữ nguyên phượng cũng không thể thoát khỏi gông xiềng của bình luyện yêu ngạo phong lại càng không thể chỉ cần đế tuấn tế xuất bình luyện yêu chiến lực của kiêm hà và ngạo phong rất khó để bộc lộ ra, cũng sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi lợi khí. Như vậy thì, những người còn lại của ma đạo sẽ lên núi gồm tôi, Thùy Họa, A Lê và Khương Tuyết Dương. Thiếu nữ nguyên phượng cùng lắm chỉ xem là đi chung đường với ma đạo, không phải đệ tử ma đạo chúng tôi. Ma đạo tuy rằng cần cô ấy gia nhập, nhưng những chuyện như này cũng không thể cưỡng cầu, cấp bậc đạo tổ tồn tại đều tuân theo ý mình. Ma đạo điều chỉnh danh sách người lên núi, nhân, tiên hai đạo cũng đồng thời chỉnh sửa. Cuối cùng, số lượng người leo núi của nhân đạo giảm xuống còn 10 người, 10 người này đều có tư thái của thiên tôn, đạo tâm kiên định và ý chí vững như đá. Điều khiến tôi ngạc nhiên chính là, tiên đạo chỉ cho một mình mộ dung nguyên duệ đi. Ngay sau đó tôi lại thở phào nhẹ nhõm, vì rằng không phải ai cũng có đủ tư cách để khiêu chiến cấp bậc tồn tại như đế tuấn, chiến thuật đám đông nhưng không có sức mạnh căn bản là không hiệu quả, những người dưới thiên tôn đối với ông ta mà nói thì giống như sâu bọ vậy. Đắc kiều công chúa tuy đã chứng thiên tôn, nhưng cô ấy đến từ Long tộc Đông Hải, vẫn không thể thoát khỏi sự uy hiếp của Bình Luyện Yêu. Hơn nữa, giá trị lớn nhất của Tiên Đạo là nằm ở đạo chiến thần của Mộ Dung Nguyên Duệ, chỉ cần công nguyện ý lên núi thì không thể nói bọn họ không ra sức. Nhân Đạo phái ra số lượng nhiều nhất, nói là để đấu với Đế Tuấn, chỉ bằng nói rằng họ muốn bảo vệ Tạ Lưu Vân. Sau khi Tạ Lưu Vân chứng thiên tôn, giá trị của ông ta trong Nhân Đạo ngay lập tức tăng vọt. Luận thành tiểu thần kiếm thì ông ta không giỏi bằng Lữ Thuần Dương nhưng bản lĩnh do thám bí mật quy khư bằng kiếm lục nhậm âm dương sau khi ông ta chứng thiên tôn đã được cải thiện lần nữa có thể so sánh với khả năng đoán địch của mộ dung nguyên duệ trong đạo chiến thần thời đại mạt pháp kết thúc tranh đấu đạo môn không có tạ lưu vân bày mưu tính kế nhân đạo không biết sẽ bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội và bao nhiêu người sẽ chết uổng nữa nhân đạo cần bảo vệ tạ lưu vân nhưng tiên đạo không cần phải bảo vệ mộ dung nguyên duệ bởi vì mộ dung nguyên duệ có bốn đại pháp thân chỉ cần một trong số họ sống sót bản tôn sẽ bình an vô sự Đợi sau khi thiếu nữ Nguyên Phượng hồi phục thương thế, chúng tôi bắt đầu dựa theo đường núi mà lên đỉnh Bất Chu. Trước đó, thiếu nữ Nguyên Phượng đã làm tan băng tuyết của núi Bất Chu bằng cơ thể liệt hỏa Phượng Hoàng, nên đường núi dễ leo hơn rất nhiều, một ngọn núi cao 4 vạn 7 ngàn trượng chỉ leo mất 2 ngày. Núi Bất Chu giống như một chiếc thang bắc lên trời, còn chúng tôi bây giờ như đang ở giữa trời mây vậy, tựa như chỉ còn kém một bước nữa là bước vào thần vực thiên giới. Trong hư không xương mù phía trước, sát khí cuồn cuộn ẩn nấp trong đó. Huyễn ảnh của yêu ma hung thú được đế tuấn sử dụng lệ khí tàn bạo của các hung thú trong bình luyện yêu hóa thành, chúng có hình nhưng không thực, rất khó đối phó. Chúng tôi không gấp gáp lao vào màn sương mù, mà ở bên ngoài chuẩn bị những bước cuối cùng. Trước đây chúng tôi chỉ biết kiếm anh hùng có thể chảm sương mù trong hư không, nhưng lại không nghĩ tới, khó khăn lớn nhất khi lên núi chính là đế tuấn. Nếu như không có nguyên phượng thiếu nữ, liên minh đạo môn bất luận thế nào cũng đánh không lại đế tuấn, chỉ có thể nói là trong vô thức tự có an bài. Trên vách đá nơi này, gió thổi rất mạnh, mộ dung nguyên rưỡi dẫm lên một tảng đá, bóng người cô độc, đạo bào tung bay, bóng lưng lộ vẻ vô cùng cô đơn. Nhìn bóng lưng cô ấy, những cảnh tượng, câu chuyện cũ trong quá khứ lần lượt ùa về. Núi Bất Chu là điểm dừng chân cuối cùng của đạo môn ở Quy Khư, sau khi hiểu được sự tình ở đây, đạo môn sẽ rời khỏi Quy Khư, khi đó, thời đại mặt Pháp vì thiên tôn xuất thế nên cũng sẽ kết thúc. chương 608, Quái thú cửu anh, 2 Nhân tự thu hồng lai hữu tín, sự như xuân mộng liếu vô ngân tức là người như con nhạn thu đến có tin mọi việc như giấc mộng xuân qua đi không dấu vết tôi và mộ dung nguyên duệ vẫn còn có cơ hội gặp lại nhau nhưng đáng tiếc chỉ có thể gặp nhau trên chiến trường cảnh xưa dù khó quên đến đâu cũng không thể quay lại được nữa nghĩ đến việc mộ dung nguyên duệ cản thay kiếp nạn hình thiên cho ma đạo ngày hôm đó tôi còn chưa kịp cảm ơn liền đi về phía cô ấy nguyên duệ cảm ơn tôi đi tới bên cạnh cô ấy nói cảm ơn ta cái gì mộ dung nguyên duệ bình tĩnh hỏi ánh mắt kiên định nhìn gió thổi mây trôi nếu như cô ngày đó không giúp bọn ta vây khốn hình thiên mà đạo không biết đã chết bao nhiêu người nữa không có ta mà đạo cũng không chết bao nhiêu người bởi vì ngươi nhất định sẽ lựa chọn chứng thiên tôn sớm mộ dung nguyên duệ quay đầu lại dùng đôi mắt trong veo nhìn tôi nói ừm cho nên nếu như cô đứng ở lập trường của tiên đạo thì không cần động thủ làm gì tôi nói đứng trên lập trường của tiên đạo mà nói ta thật sự không cần ra tay đáng tiếc ta căn bản không cân nhắc đến lợi ích của tiên đạo, ta chỉ là không muốn ngươi chứng thiên tôn, chỉ ít trước khi quy khư kết thúc. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, tại sao, bởi vì sau khi chứng thiên tôn thì ngươi có thể cắt đứt dây tình duyên, quên ta đi. Người động tình trước là ta, nếu phải vung kiếm chảm tơ tình thì ta hy vọng người vung kiếm cũng là ta. Tình không biết bắt đầu từ khi nào, càng lúc càng sâu đậm. Mộ Dung Nguyên Duệ đã từng nói sau khi cởi bỏ mặt nạ sẽ giết tôi. Nhưng không ngờ rằng cho đến hôm nay, cô ấy vẫn chưa cắt đứt tờ tình của mình. Đợi khi mọi người đều đã chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi bắt đầu chính thức lên núi. Thiếu nữ Nguyên Phượng nói rằng, mặc dù sương mù hư không từ bên ngoài nhìn vào thì chỉ dài ngàn trượt, nhưng ảo ảnh bên trong trùng điệp lên nhau và thời không rối loạn, căn bản là không thể chạm đến biên giới. Chỉ có cách cầm lấy thanh anh hùng kiếm mới có thể đo càn khôn lớn nhỏ, bước ra khỏi sương mù hư không. Ta vào trước giữ chân đế tuấn, các người đi theo ma đạo tổ sư bảo vệ kiếm anh hùng, không có thanh kiếm này, các ngươi chẳng những không lên được đỉnh núi, mà vĩnh viễn cũng không ra được khỏi sương mù. Nói xong, Nguyên Phượng thiếu nữ bay lên trời, hóa thành liệt diễm phượng hoàng rít lên một tiếng, rồi cúi người lao vào sương mù hư không. Sau khi cô ấy rời đi, nhóm người chính thức tiến vào sương mù hư không với tôi. Sương mù dày đặc, mù mịt mênh mông không đáy, ngay cả thần niệm cũng không thể xuyên qua sương mù. May thay, thanh kiếm anh hùng thực sự có tác dụng kỳ diệu, có thể chảm xuyên qua sương mù. Một nhát kiếm chém ra thì đám mây cùng sương mù tan đi một khoảng. Càng đi lên cao, sát khí càng nặng. Tôi đi rất chậm, do là tất cả sát ý trong hư không và sương mù đều do tôi mà ra, áp lực nặng như núi. "Còn chịu được không?" Thùy Họa hỏi. "Ừm," tôi gật đầu. Thùy Họa nắm lấy bàn tay còn lại của tôi, mười ngón đan nhau. Mười ngón tay nối liền trái tim, được cô ấy chia sẻ, áp lực trên người tôi đã được giải tỏa đi rất nhiều, bước chân dần trở nên nhanh nhẹn hơn nhìn thấy tôi tay trong tay đi cùng Thùy họa trên mặt mộ dung nguyên duệ hiện lên vẻ buồn bã không phải tình yêu nào cũng có thể cùng nhau đi đến cuối cùng như tôi và cô ấy vậy đạo bất đồng bất tương vi mưu chỉ có thể tương sát không thể tương ái khi đi được khoảng năm trượng đột nhiên phía trước trong sương mù truyền đến tiếng trẻ con khóc không chỉ một đứa tiếng khóc thê lương khiến lòng người khó mà chịu nổi tôi dừng chân lại phân ra thần niệm để cảm nhận nhưng tiếc là sương mù quá dày nên không thể cảm nhận được điều gì đã xảy ra trong màn sương mù tạ lưu vân ở phía trước tôi thi triển kiếm lục nhậm âm dương sau khi xuất một đạo kiếm trên mặt đất đã khắc lại hai quẻ khảm ly của phục hy bát quái sau khi nghiêm túc suy nghĩ về các quẻ tạ lưu vân lộ ra vẻ thông hiểu đã phát hiện được gì khảm là trung nam ly là trung nữ năm nam bốn nữ vạch quẻ ngắn chính là chỉ trẻ con hung thú phía trước là cửu anh không còn nghi ngờ gì nữa tạ lưu vân nói Cửu anh là hung thú thượng cổ, có thể phun nước, phun lửa, có chín đầu và rất thích ăn thịt người. Kinh sách của Hoài Nam Tử ghi nhận, cửu anh, quái vật của thủy hỏa, gây hại cho người, nơi này có hung thủy. Nếu đã là cửu anh, ta liền giết nó. A Lê tiến lên một bước, đúng rồi, may mắn A Lê đã phong thần, ngưng tụ ra thần cách thái cổ Nguyệt Ma, nếu không thì cửu anh thật sự sẽ nhốt chúng ta ở chỗ này mất. Khương Tuyết Dương nói, được rồi, vậy thì chúng ta chờ xem liên hoàn tiến trong truyền thuyết của hậu nghệ, tạ lưu vân đôi mắt sáng ngời nói theo truyền thuyết cửu anh không hồn không phách thân thể cường ngạnh dị thường lại thêm chín mạng chỉ cần có một mạng chưa mất tụ hội linh khí trời đất thì sẽ được hồi phục năm đó khi hậu nghệ bắc phạt muôn thú đều trốn tránh cửu anh tự tin mình có chín đầu chín mạng không sợ hãi chút nào chín cái miệng cùng nhau mở ra lần lượt phun ra lửa độc và nước đục đan sen vào nhau tạo thành một tấm lưới thủy hỏa vô cùng hung hiểm nhằm mục đích vây nhốt hậu nghệ Hậu nghệ biết nó có chín mạng, nếu một cái đầu bị bắn thì không những không chết mà còn hồi phục nhanh chóng, bèn dùng tiến pháp liên hoàn, chín mũi tên bắn ra gần như cùng lúc cắm vào chín cái đầu của cửu anh, cuối cùng thì chín cái mạng của cửu anh không một mạng nào sống sót. Sau khi A Lê phong thần, cô ấy có thể tùy ý sử dụng thần thông của hậu nghệ. Ngay lập tức, tôi tiếp tục dẫn mọi người tiến lên phía trước, khi thanh kiếm anh hùng chém xuyên qua sương mù, cửu anh cũng dần hiện thân. Năm bé trai, bốn bé gái. Sau khi nhìn thấy chúng tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đang khóc đến thê lương của cửu anh lập tức trở nên gớm ghiếc xấu xí, nhanh chóng biến thành quái thú cửu anh. Hình dáng của đứa bé biến mất, chỉ còn lại chín cái đầu thú đáng sợ ở đó, 5 cái đầu phun ra lửa, bốn cái phun ra độc dịch, cố gắng dệt một tấm lưới thủy hỏa để bắt tất cả chúng tôi. Lúc này đây, A Lê bắn liên tiếp 9 mũi tên, gảy vang cung tên. chương 609, Đế Tuấn Hiện Thân 1 Muốn giết cửu anh, khó khăn lớn nhất là cùng một lúc giết chết 9 cái đầu của nó chỉ cần một chút sai sót, nó sẽ có thể dựa vào lượng linh khí trời đất nồng đậm vô đối trong quy khư mà hồi phục như cũ. Như vậy thì, ngay cả khi có 9 người cùng lúc ra tay cũng không thể đạt được thời điểm chính xác không chạch một ly một tí được. Chỉ những liên hoàn tiến hậu nghệ của A Lê mới có khả năng này. A Lê kéo căng dây cung, 9 mũi tên bắn ra cùng một lúc. Cửu anh chín đầu đang phun ra lửa cùng độc dịch, đột nhiên nhìn thấy 9 mũi tên bắn ra, ngay lập tức cảnh giác, nhưng đến cùng cũng vẫn chậm một bước. Tốc độ của A Lê Thiên Hạ vô song, miễn là khí tức bị khóa, thì không thể trốn thoát. Chỉ nghe một tiếng bùm, chín cái đầu của cửu anh cùng một lúc nổ tung. Cơ thể của hung thú hóa thành không khí đen rồi hòa vào sương mù của hư không. Chuyên gia vừa ra tay liền biết có được hay không, uy lực của liên hoàn tiến hậu nghệ khiến mọi người kinh hoàng, ngay cả mộ dung nguyên rưỡi cũng nhìn A Lê thật lâu. Trong trận chiến phong thần 3.000 năm trước, trong chúng thần không một người nguyện ý đứng về phía ma đạo. Ma đạo hôm nay, vẫn còn chưa tham gia tranh đấu đã có ba vị thần về đội, một vị là tử thần của thái cổ minh giới, một vị là nguyệt thần của thái cổ thần giới, còn một vị đã ngưng tụ ra thần cách của thái cổ phong ma, cũng xuất thân từ thái cổ thần giới, phong thập bát. Thực ra thì, so với ba ngàn năm trước, cái ma đạo thiếu chỉ là thời gian. Trong quá khứ, có lúc tôi nghĩ rằng những gì mình có được là do may mắn, nhưng thực tế không phải vậy. Ma đạo tổ sư trước khi thân hóa Hy Di đã để đủ cơ duyên cho hậu thế, những cơ duyên này năm đó ông ấy không có cơ hội để khai thác do là thiên đạo đã nhắm đến ông ấy tạ lưu vân ánh mắt lóe lên ông ta từ sớm đã dự đoán được tương lai của a lê thực lực tổng thể của quái thú cửu anh có thể sánh với thiên tôn thậm chí có thể nói so với thiên tôn bình thường còn khó đối phó hơn lại bị a lê giết chết bằng tên trong nháy mắt sự tồn tại của cấp độ sát thủ như vậy đã khiến ông ta bất an sau khi giết cửu anh chúng tôi tiếp tục tiến lên trên đường có mấy con hung thú cấp thấp tấn công chúng tôi không đợi đệ tử nhân đạo kịp phản ứng đã bị A Lê bắn chết trước. Đi về phía trước nữa, lại thêm một hung thú với chiến lược thiên tôn xuất hiện, là một cổ điêu cỡ lớn. Sơn Hải Kinh, Nam Sơn Kinh, trong nước có loài thú, gọi là cổ điêu, hình dạng giống như đại bàng lại có sừng, ăn thịt người. Cổ điêu không chỉ hung tàn, mà còn rất nham hiểm, chúng biết phun độc, người chúng độc sẽ mưng ngủ mà chết. Cổ điêu tấn công từ trên không, nếu trượt, nó sẽ ngay lập tức trốn vào màn sương mù trong hư không nó cực kỳ xảo quyệt và nhanh nhẹn muốn giết được nó cũng rất khó khăn mấu chốt là trong sương mù hư không chúng tôi không thể ngự không phi hành cũng không có năng lực không chiến chỉ có thể sử dụng thuật pháp tầm xa đao kiếm và mũi tên của a lê để chiến đấu tầm xa nhưng sương mù che khuất thần niệm ngay cả a lê cũng không thể xác định được khí thức của nó vết thương có thể gây ra cho cổ điêu cực kỳ có hạn không những thế còn làm khơi dậy hung tính của cổ điêu kiếm khí cự long của tôi cũng không thể phát huy chiến lực trong sương mù hư không, sau khi bay lên không bao lâu đã bị dòng chảy hỗn loạn của sương mù hư không nuốt lấy, chẳng khác nào cho không cả. Sau khi bị cổ điêu quấy rối một thời gian, đường chân nhân đường lãm, động chủ của núi Nga Mi là người đầu tiên bị độc dịch của cổ điêu phun ra làm bị thương, linh dược còn chưa đưa được vào miệng, thì phần lớn cơ thể đã mục giữa, cuối cùng cứ thế mà chết đi. Cái chết của đường lãm giống như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng của mọi người độc dược từ trên trời rơi xuống, không dễ bề đề phòng. Chiến lực ma đạo mạnh mẽ, thân thể bất tử của Thùy Họa, thân thể thanh liên của Tuyết Dương không sợ kịch độc, uy lực kiếm khí của tôi, tên trên dây cung của A Lê, nó căn bản không dám ra tay với ma đạo. Tiên đạo chỉ có mỗi mộ dung nguyên duệ, cô ấy đã triệu hồi bốn pháp thân và tạo thành trận ngũ hành, bạo phát khí tiên thiên ngũ hành xông thẳng lên trời, cổ điêu cũng không dám phát động tập kích bất ngờ từ trên không về phía cô ấy. Như vậy thì, nó chỉ có thể thường xuyên phát động tập kích bất ngờ vào nhân đạo, cho dù nhân đạo dồn sát vào nhau, vẫn không thể chống đỡ được các đợt tập kích chớp nhoáng của cổ điêu. Chẳng mấy chốc, nhân đạo lại mất thêm một vị đại tướng, quách hoa, động chủ động núi cối kê đã qua đời. Bây giờ tạ Lưu Vân không thể đứng yên được nữa nên đã cầu cứu ma đạo. Cổ điêu không trừ, chúng ta một tấc cũng không thể đi tiếp được, vẫn xin ma đạo hãy nghĩ thêm biện pháp. Tạ Lưu Vân nói, chương 610, Đế Tuấn hiện thân, 2. Tạ Lưu Vân, nguyên phượng tổ sư đã từng nói qua thời không trong sương mù hư không hỗn loạn cho dù chúng ta có cách ngự không chém giết nhưng nếu không có anh hùng kiếm bảo vệ chỉ cần một chút không cẩn thận chúng ta sẽ lạc vào dòng chảy hỗn loạn của hư không khương tuyết dương nói không cần bay lên chỉ cần a lê chịu phối hợp với ta sẽ có thể bắn chết cổ điêu ngươi muốn ta phối hợp như thế nào a lê hỏi ta dùng kiếm lục nhậm âm dương để suy đoán động tác và thời gian của động tác tiếp theo của cổ điêu ngươi nhắm đến hướng mũi kiếm của ta làm mục tiêu Điều cần lưu ý là kiếm của ta không có quỹ đạo cố định, cũng không có chiêu thức cố định, người phải đợi cho đến lần ra kiếm cuối cùng mới được bắn tên. Tạ Lưu Vân nói, được, A à Lê nghiêm túc gật đầu. Tiếp đó, Tạ Lưu Vân bắt đầu thi triển kiếm lục nhậm âm dương dưới sự bảo vệ của ma đạo tôi. A à Lê mở to ưng nhãn, chăm chú nhìn mũi kiếm của Tạ Lưu Vân. Hình dạng thanh kiếm của Tạ Lưu Vân được phản chiếu trong con người đen lấy của cô bé. Điều đáng kinh ngạc nhất của kiếm lục nhậm âm dương là đường kiếm không bao giờ có quỹ đạo cố định, không để lại dấu vết để truy tìm, chỉ dựa vào tất cả huyền cơ nhìn lén được mà biến ra kiếm pháp. Thân kiếm của tạ Lưu Vân có thành tựu phi thường, theo cùng chuyển động của ông ta, kiếm khí tung hoành khắp chỗ này. Thân pháp phiêu giật, dung nhan tuấn Mỹ, quả thực là Mỹ Nam tử hiếm có trong đạo môn. Trong khi tạ Lưu Vân đang thi triển kiếm pháp, cổ điêu vẫn không ngừng tập kích bất ngờ, nhưng nhân đạo đã tập trung lại với nhau, dưới sự cảnh giác cao độ ấy không để nó thành công lần nữa. Chiêu kiếm của tạ Lưu Vân có lúc chậm chạp nặng nề, nhưng có lúc như vũ bão. Cuối cùng, đường kiếm kết thúc, tạ Lưu Vân quỳ một gối xuống, mũi kiếm đột nhiên chỉ vào khoảng không phía sau ông ta. Kiếm khí còn chưa bùng phát, đã nghe thấy dây cung của A Lê Dung lên rồi một mũi tên bắn ra trong không trung. Lập tức trong không trung truyền đến tiếng kêu thảm thiết của cổ điêu, một con quái điều to lớn đen kịt liều mạng vỗ cánh bay vào sương mù hư không, nhưng lại bị A Lê bắn tiến tiên vũ khánh linh chúng một bên cánh, lực đạo mất cân bằng, mất khống chế mà chúi xuống đất. Cùng với lúc nó rơi xuống, A Lê vẫn tiếp tục bắn tên, trước khi nó tiếp đất, A Lê đã bắn thành một cái dây. Sau khi giết chết cổ điêu, những yêu thú, hung ma trong xương mù hư không dựa vào bản năng, tâm ý của nó mà không phát động công kích chúng tôi nữa, con đường phía trước bắt đầu trở nên suôn sẻ hơn. Liên tiếp tiến lên 200 trượt, chúng tôi lại gặp phải đại nạn, lần này bị vây công bởi một quần thể. Huyễn ảnh của các thượng cổ đại yêu lần lượt xuất hiện, nhưng may mắn thay chúng đều là hung thú tấn công cận chiến. Dưới ngọn gió chúc phúc phong thần của Khương Tuyết Dương, tôi cùng tùy họa là chiến lực chủ yếu, giết đến hăng máu. Trên đoạn đường phía sau, những gì chúng tôi gặp phải cũng chỉ là thú triều, không còn ai dám đơn độc công đánh chúng tôi nữa. Dù sao thì, tất cả chúng tôi cộng lại cũng có đến 5 vị thiên tôn, bất luận hung thú trong xương mù hư không hung tàn cỡ nào, chỉ cần không phải bất tử bất diệt như Cửu Anh, không gian xảo như Cổ Điêu, cho dù sức chiến đấu của chúng mạnh cỡ nào, cũng khó mà chống lại chúng tôi mắt thấy chúng tôi sắp đi ra khỏi sương mù hư không chỉ còn cách chúng tôi không đến trăm trượng nữa lại không cảm nhận được sự tồn tại của nguyên phượng thiếu nữ tuyết dương vì sao không thấy nguyên phượng tổ sư tôi hỏi thời gian và không gian trong sương mù hư không bị trùng điệp chúng ta có kiếm anh hùng dẫn đường nên không lạc với núi bất chu trận chiến giữa nguyên phượng tổ sư và đế tuấn chắc là không diễn ra trong cùng một thời gian và không gian với chúng ta ngẫm lại cũng phải hình thể phượng hoàng của thiếu nữ nguyên phượng to lớn vô cùng, còn thú thân của đế tuấn là tam túc kim ô. Nếu trận chiến giữa hai người họ diễn ra trong cùng thời không với chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Trăm trượng cuối cùng yên tĩnh một cách kỳ lạ, ngay khi tôi đang cố gắng bước ra khỏi màn xương, một luồng sát khí mãnh liệt từ bên ngoài thổi vào. Tôi biết rằng đây nhất định là đế tuấn đã mở bình luyện yêu và giải phóng lệ khí tàn bạo trong bình luyện yêu ra ngoài. Lệ khí tàn bạo hóa thành một hồng lưu pháp thể, điên cuồng tấn công ngũ cảm lục thức của chúng tôi đầu tiên là bốn pháp thân của mộ dung nguyên duệ bắt đầu hỗn loạn gần như là mất kiểm soát cùng một lúc canh kim chiến với ly hỏa ất mộc đấu với quý thủy may mắn thay đạo tâm vốn có của mộ dung nguyên duệ rất vững không bị ảnh hưởng dù chỉ một chút trong khi bốn đại pháp thân của mộ dung nguyên duệ đang đánh nhau điên cuồng trận doanh của nhân đạo cũng bắt đầu đâm chém lẫn nhau động chủ núi hàng sơn đôi mắt đỏ như máu khuôn mặt đáng sợ vô cùng tạ lưu vân vẻ mặt từ bi nhưng động chủ động núi Hàng Sơn lại mất trí, chịu sự khống chế, ông ta muốn tự hủy huyền quan. Bị tạ Lưu Vân ngấn lệ mà chặt đầu, ngoài động chủ động núi Hàng Sơn, động chủ động Vũ Si cũng mất đi tâm trí do ảnh hưởng của lệ khí, chết dưới kiếm của Trương Chi Viễn. Mà đạo tôi, vẻ mặt tử thần của Thùy Hỏa vẫn như cũ. Khương Tuyết Dương có cơ thể thanh liên, đạo tâm của cô ấy vững chắc, không bị ảnh hưởng dù chỉ một chút. Còn tôi do có cờ chiêu hồn tỏa chấn trong huyền quan nên đạo tâm vững như bàn thạch, chỉ có a lê đôi mắt biến hóa không ngừng giữa nguyệt thần và nguyệt ma cũng may cô bé đã phong thần thần cách ổn định chỉ cần trong chốc lát ánh mắt liền khôi phục thanh minh thấy mọi người đã ổn định lại tôi tiến lên một bước chính thức đi ra khỏi sương mù hư không tôi tưởng rằng cuối màn sương là đỉnh núi bất chu nhưng không ngờ rằng lại nhìn thấy một bình đài khổng lồ ở giữa bình đài đó là một đài phong thiền to và cao đài phong thiền chính là địa điểm cuối cùng mà tôi muốn đến cùng lúc chúng tôi bước ra khỏi sương mù trận chiến giữa thiếu nữ Nguyên Phượng và Đế Tuấn cũng kết thúc. Đầu tiên là liệt diếm Phượng Hoàng bay ra từ vùng hỗn loạn hư không, rơi vào trên bình đài, hơi thở yếu ớt, ngọn lửa trên người đang tàn lụi dần. Sau đó, một quái điểu ba chân toàn thân đen xì cũng bay ra khỏi khoảng không hỗn loạn, đáp xuống và biến thành một người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen, từng bước đi về phía chúng tôi. chương 611, Huyết Chiến Kim Ô 1 Không còn nghi ngờ gì nữa, nam tử mặc đồ đen đang đi về phía chúng tôi chính là Đế Tuấn trong sương mù hư không thời không đều hỗn loạn nên chúng tôi cũng chẳng biết mình đã ở trong đó bao lâu chỉ biết hiện giờ là ban đêm đế tuấn với bộ áo đen đi trong đêm tối trên người ông ta thậm chí còn không có nửa phần ánh trăng sáng dường như toàn bộ ánh sáng đều bị ông ta nuốt chừng đi vậy theo truyền thuyết bản thể của đế tuấn là con quạ đen đầu tiên trên thế giới đắc đạo ngay cả mặt trời cũng không thể chiếu sáng được lông của nó nhưng khi con quạ này phát ra ánh sáng và biến thành một con kim ô nó sở hữu uy lực có thể đốt cháy mọi thứ phượng hoàng là thần thú hỗn độn kim ô mặc dù thần cách không được như phượng hoàng nhưng đặc biệt nhẫn nại không kể ngày đêm mà hấp thụ liệt diễm của mặt trời biến thành của riêng để sử dụng đế tuấn cùng nguyên phượng định sẵn là thiên địch đối với chuyện năm đó đế tuấn không giết được nguyên phượng tại vạn tộc cổ chiến trường luôn khắc sâu trong lòng và cả lần trước để nguyên phượng trốn thoát được trong sương mù hư không may thay lần này nguyên phượng lại mang theo một nhóm người liều lĩnh không sợ chết đến để nộp mạng vừa hay cho ông ta thêm một cơ hội nữa tuy nhiên Trước khi ông ta chuẩn bị giết Nguyên Phượng, thanh kiếm anh hùng trong tay tôi đã thu hút sự chú ý của ông ta, nhắc nhở ông ta về sứ mệnh thực sự của mình. Liệt Diễm Phượng Hoàng bị trọng thương, Đế Tuấn cũng không khá khẩm hơn, khóe miệng có một vết máu nhàn nhạt, nhạt, đương nhiên cũng bị nội thương nghiêm trọng. Thiếu nữ Nguyên Phượng trước đó đã nói rằng sức mạnh chiến đấu của Đế Tuấn không chênh lệch nhiều với cô ấy, sở dĩ ông ta có thể đánh bại cô là do dòng chảy hỗn loạn của thời không trong màn sương mù hư không, mà Đế Tuấn chiếm lợi thế về địa lý. Hiện tại đế tuấn từ trong xương mù hư không hiện thân, đây chính là cơ hội mà nguyên phượng thiếu nữ bất kể sinh tử giành lấy cho chúng tôi. Tuy nhiên, xét từ hiệu quả uy áp của thần niệm kẻ trên cơ mà ông ta đang phóng ra, chúng tôi không có nhiều cơ hội chiến thắng, kết quả đại khái sẽ là toàn bộ chúng tôi sẽ vùi thây tại nơi này. Lúc này đế tuấn còn cách chúng tôi 50 trượng, tay trái cầm một thanh kiếm vàng đen, tay phải cầm bình luyện yêu. Tóc đen, mắt rực lửa, trong mắt vẫn đang lập lòe hỏa diễm màu vàng. Mặc dù bị thương, đế tuấn vẫn không coi chúng tôi ra gì dù sao sức chiến đấu của ông ta cũng không thua kém gì thần nữ hoa thượng cổ một sự tồn tại với cấp bậc đạo tổ mạnh nhất với sức chiến đấu của ông ta đừng nói là chúng tôi cho dù thiên đạo ngọc hoàng nhân đạo đạo đức thiên tôn cũng không mảy may có chút bận tâm trong đại miếu giã tiên một phân thần của nữ oa cũng có thể coi tôi như sâu bọ bây giờ thứ chúng tôi đang đối mặt là bổn tôn của đế tuấn đế tuấn biến huy áp thần niệm kẻ bề trên thành sát ý theo bước chân của ông ta sát khí càng ngày càng nhiều mỗi bước đi dường như đều đè nặng lên tim của chúng tôi tôi đứng ở phía trước nhất áp lực phải chịu cũng lớn nhất ông ta từng bước tới gần thần niệm sợ đến muốn thoát ly khỏi cơ thể máu phun ra tim đập như trống cuối cùng không thể áp chế được khí huyết trong cơ thể há miệng phun ra một ngụm máu lớn thấy tôi nôn ra máu thùy hòa tiến lên một bước giải phóng thần uy tử thần giúp tôi gánh lấy một chút nhưng dù sao cô ấy mới niết bàn năm lần Thần hồn của bản thân còn chưa hoàn toàn dung hợp với thần cách của tử thần, nên cũng không cách nào đối kháng Đế Tuấn, thân thể run rẩy liên hồi, khó khăn chống đỡ. A à, Lê cũng học Thùy Hỏa tiến về phía trước, đầu tiên hai đạo pháp ánh trăng rơi trên người tôi và Thùy Hỏa, sau đó ánh trăng lan tỏa, thể hiện thần uy của Nguyệt Thần. Bước chân Đế Tuấn chậm lại, nhưng vẫn không dừng lại. Đạo của Chiến Thần, mộ dung nguyên duệ triệu tập bốn đại phân thân, năm hợp lại một, cùng nhau tiến về phía trước. Sau đó, thần uy chiến thần được giải phóng, thiên địa mang mang, bất chi sở chỉ, nhật nguyệt tuần hoàn, chu nhi phục thủy, tức là trời đất minh mông, không biết điểm dừng, trời, trang luân chuyển, lặp đi lặp lại, tạ lưu vân đọc sấm ngữ, tay cầm ngũ tam chảm tà hùng kiếm, sát cánh cùng chúng tôi. Tôi, Thùy Họa, A Lê, Mộ Dung Nguyên Duệ, tạ lưu vân, sức mạnh của năm người chúng tôi vẫn không thể ngăn cản đế tuấn đến gần. thấy vậy, tôi và Thùy Họa đưa mắt nhìn nhau, mỗi người cách nhau ra vài bước. Khương Tuyết Dương liền đáp xuống, cùng với hai chúng tôi tạo thành thế tam phương tứ chính. Sức mạnh sát phá lang đã được phát động, dẫn dắt thần niệm của mọi người để biến thành một sát cơ hùng mạnh, tấn công đến bổn tôn Đế Tuấn. Hai cỗ sát ý thần niệm mạnh mẽ vô song va chạm, triệt tiêu lẫn nhau, đến cuối ngang tải ngang sức mà tan biến trong khoảng không. Chương 612: Huyết chiến kim ô 2. Mà bước chân Đế Tuấn cũng đột ngột dừng lại, không có mệnh bàn sát phá lang thì chúng tôi không có cơ hội đối đầu với Đế Tuấn chỉ cần ông ta nâng áp lực thần niệm của kẻ bề trên lên đỉnh điểm không cần ra tay chỉ cần phóng ra sát ý cũng đủ khiến thần niệm của tôi tiêu tán trọng thương mà chết sau khi thực lực đạt tới cảnh giới thiên tôn mỗi một bước luyện hóa đều có tranh lệch một trời một vực mà cách biệt giữa thiên tôn và đạo tổ thậm chí còn lớn hơn ở núi thái âm âm sơn lão tổ trần dương chỉ xuất phân thần đã có thể đối kháng cùng ba người gồm hai vị thiên tôn mạnh nhất của ma đạo và cửu thiên phong chủ mặc dù đạo tổ cũng thuộc phạm vi thiên tôn nhưng đạo của đạo tổ đã hoàn toàn hợp nhất với bản thân thiên tôn bình thường phải tuân theo đạo nhưng tổ sư có thể kiểm soát đại đạo sau khi bước chân dừng lại biểu tình trên mặt đế tuấn cũng trở nên nghiêm trọng hơn nhưng vẻ diếu cợt và khinh bỉ vẫn chưa biến mất phàm nhân ngu xuẩn kiếm anh hùng không làm ngươi trở thành anh hùng đâu ta chứng kiến vô số sự thăng trầm của vạn tộc vô số bộ lạc hưng thịnh cùng suy bại những vạn nam đếm không xuể kia chỉ có sự ngu xuẩn của nhân tộc là không hề thay đổi mà khi ngươi đến đã chứng minh điều này ta biết các ngươi không thuộc về nơi này bỏ kiếm trong tay xuống trở về thế giới vốn dĩ của các ngươi đi đế tuấn nói nếu chúng tôi không về thì sao tôi hỏi chưa từng có ai có thể chinh phục được hồng hoang quy khư trước đây chưa từng có và tương lai cũng thế đế tuấn nói người đó của ba ngàn năm trước thì sao tôi lại hỏi tôi vừa hỏi xong câu này sắc mặt đế tuấn thay đổi nhanh chóng hỏa diễm màu vàng trong mắt ông ta bùng cháy dữ dội hơn đồng thời bộ y phục màu đen ông ta đang mặc bắt đầu xuất hiện văn tự màu vàng, đốt cháy đổ đằng hỏa diễm. Không còn nghi ngờ gì nữa, lời nói của tôi đã chọc tức ông ta, khiến ông ta nhớ lại chuyện cũ trong quá khứ 3.000 năm trước. Ở Hồng Hoang Quy Khư, gần như có thể nói rằng đế Tuấn Chính là kẻ thống trị thực sự, đứng trên vạn tộc. Trừ khi ý chí của bản thân thế giới Quy Khư động thủ, nếu không ông ta gần như không có thiên địch. Nhưng ý chí của thế giới Quy Khư có luật riêng của nó, sẽ không dễ dàng ra tay được. Trong trường hợp thông thường, ý chí của thế giới quy khư luôn ở trạng thái ngủ say. Trừ khi ai đó muốn thách thức tôn nghiêm cùng địa vị của nó, lúc đó nó mới thức dậy, giải phóng cơn thịnh nộ cùng sức hủy diệt của mình. Trận chiến vạn tộc ở vực sâu Hồng Lư kết thúc, đế tuấn đến đỉnh núi Bất Chu và ẩn mình trong sương mù hư không, sứ mệnh của ông ta là ngăn cản mọi người leo lên đỉnh núi Bất Chu, giải được bí ẩn của quy khư. Đế tuấn trải qua năm này đến năm khác trong sự cô đơn, cho đến 3.000 năm trước, mà đạo tổ sư một mình xông vào quy khư, với thanh kiếm vô danh đơn thương độc mã đi lên đỉnh núi bất chu từ sắc mặt của đế tuấn tôi có thể đoán rằng mặc dù ma đạo tổ sư bị thương nhưng cuối cùng người chiến thắng là ông ấy ta thừa nhận hắn có thể chinh phục quy khư nhưng ngươi thì không được im lặng một lúc đế tuấn bừng tỉnh khỏi dòng ký ức nhìn tôi nói ta muốn thử ngươi có tư cách sao đế tuấn trên mặt lộ ra vẻ trào phúng vô đối quỷ thần minh minh tự tư tự lượng dù rằng ta có tư cách hay không, giờ đây ta cũng đã đứng trước mặt ngươi rồi. Nói xong, tôi giờ thanh kiếm anh hùng trong tay lên, chém một nhát về phía đế tuấn. Gần như cùng lúc, Thùy Hỏa rút đao, A Lê kéo căng dây cung, mộ dung nguyên duệ, tạ Lưu Vân và các cao thủ nhân đạo đều ra tay. Đế tuấn che giấu thương thế, vừa rồi ông ta cố ý khuyên chúng tôi rời đi, bởi vì ông ta không chắc có thể giết hết chúng tôi. Lúc đầu, ông ta dựa vào hiệu quả áp chế của cảnh giới mà chiếm thế thượng phong, nhưng sau khi mộ dung nguyên duệ dùng pháp trận ngũ hành vây hãm ông ta thì lập tức trở nên cực kỳ bị động trận này chúng tôi đánh cực kỳ thận trọng phối hợp chặt chẽ với nhau thùy họa đánh trực diện tạ lưu vân và tôi liên tục phóng hình kiếm khí từ hai bên trái và phải để gây tổn thương nghiêm trọng lên cơ thể của đế tuấn a lê đứng vòng ngoài bắn tên tên bắn không ngừng mộ dung nguyên duệ hoàn toàn tập trung điều khiển pháp trận ngũ hành bất cứ khi nào đế tuấn cố gắng thoát ra khỏi vòng vây cô ấy sẽ tập hợp khí tiên thiên ngũ hành mà ép ông ta lui về nếu là đế tuấn thời kỳ sung mãn chúng tôi khó mà bẫy được ông ta nhưng đế tuấn hiện tại chỉ có thể trở thành một con thú bị mắc bẫy chịu đựng những đòn tấn công dữ dội và hung bạo của chúng tôi ông ta bị thương ngày càng nhiều máu vàng chảy ra từ cơ thể ông ta ngay lập tức biến thành hỏa diễm đế tuấn trong hình dạng con người có hiệu quả uy áp thần niệm của kẻ trên cơ sức chiến đấu của ông ta kém xa so với hình thái kim ô đối mặt với sự bao vây của chúng tôi đế tuấn hét lên dữ dội toàn thân ông ta bùng lên ánh sáng và ngọn lửa sau khi thành công đẩy lùi mọi người đế tuấn bay lên trời biến thành một con kim ô khổng lồ bốc cháy dữ dội trong không trung hướng về phía mặt đất mà phun ra dòng lửa vàng rực ngọn lửa của kim ô có sức mạnh thiêu dụi vạn vật cục diện trận chiến lập tức bị đảo ngược chúng tôi phải dùng mọi cách để tránh được luồng lửa của ông ta may thay bình đài trên đỉnh núi có không gian rất rộng luồng lửa ngày càng lan rộng trên mặt đất dần dần tạo thành một biển lửa biển lửa bắt đầu tuôn trào, sóng lửa không ngừng đuổi theo bóng hình của chúng tôi, nếu không cẩn thận sẽ có nguy cơ ngã xuống. Trên mặt đất, chảy cùng luồng lửa là sát y mãnh liệt, trên không trung là những cuộc tấn công bất ngờ của Kim Ô. Kim Ô cũng không nhu nhược như cổ điêu, một kích trúng đích, không ai có thể né tránh, chỉ trong chốc lát, hai đệ tử nhân đạo đã bị cự trảo của ông ta tóm lấy, ném vào trong biển lửa, hóa thành cho tàn. Bốn đại pháp thân của mộ dung nguyên rể cũng bị ông ấy tóm gọn ngay lập tức mất ba cái, nếu không phải bổn tôn cô ấy phản ứng kịp thời, thì khó mà thoát cảnh thân tử đạo tiêu. Tình hình ngày càng nguy kịch, biển lửa trên mặt đất vẫn đang lan rộng. Dần dần nhấn chìm liệt diếm Phượng Hoàng đang hấp hối nằm trên mặt đất. chương 613, Nguyên Phượng Hy hoặc một Trong khoảnh khắc Phượng Hoàng liệt diếm bị ngọn lửa bao trùm, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng Phượng kêu lanh lảnh trong trẻo vang lên. Kỳ lạ thay tiếng Phượng kêu không có chút gì đau đớn, ngược lại còn tràn ngập vui mừng và khoái chí Thấy vậy, Kim ô vội ngừng phun ra lưu hỏa kim sắc, đáng tiếc hắn nhận ra quá trễ rồi. Đối với Phượng Hoàng, không có thứ gì thích hợp dùng để tẩm bổ hơn liệt diễm tinh túy của mặt trời. Kim ô trước giờ giỏi nhẫn nhịn kiềm chế, biển lửa này là thành phẩm mà Kim ô đã tốn công sức bao nhiêu năm tích trữ tinh hoa của mặt trời để tạo ra. Nếu không phải chúng tôi thành công kích nộ hắn, hắn cũng không nỡ phung phí vậy đâu. Phượng Hoàng liệt diễm ngóc đầu lên, lần nữa phát ra một tiếng kêu thánh thoát, sau đó hỏa lãng bên trong biển lửa cuồn cuộn dâng trào tụ họp xung quanh cô ấy, hóa thành vòng xoáy liệt diễm khổng lồ mạnh mẽ bao trọn lấy cô ấy. Giải thích từ hỏa lãng là ý chỉ ngọn lửa hình gợn sóng màu ánh kim. Hết giải thích, trong chớp mắt biển lửa từ khắp nơi đều đổ dồn về vòng xoáy liệt diễm, sức nóng của liệt diễm ngày càng dâng cao, đợi biển lửa trên mặt đất bị hấp thụ sạch sẽ, vòng xoáy liệt diễm mới bắt đầu khép lại, ôm lấy phượng hoàng liệt diễm, tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ. Quả cầu lửa chậm chậm bay lên hào quang sáng trói cả một bầu trời, sức nóng lan tỏa vạn giảm tưởng chừng như nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Kim ô vừa sướng sờ vừa phẫn nộ, hắn cũng biết bản thân đã phạm phải sai lầm không thể vãn hồi, đành dùng ánh mắt oán hận nhìn sang chúng tôi. Hét lên một tiếng ẩm ý trói tai, Kim ô tức giận nhào về phía tôi. Nếu như không phải bởi vì thanh kiếm anh hùng trong tay tôi, chúng tôi sẽ không đến nơi này. Nếu như tôi không dở trò chọc tức hắn, đế tuấn cũng không nỡ phun ra toàn bộ tinh hoa mặt trời mà hắn tích góp bao năm nay. Vốn dĩ chỉ cần giết sạch hết chúng tôi, hắn có thể hấp thụ tinh hoa mặt trời lại lần nữa, nhưng bây giờ, tinh hoa mặt trời đều đã dâng tặng cho người khác, mà những thứ này là tâm huyết mà hắn đã lao tâm khổ tứ mới có được. Làm sao không khiến hắn phát điên phát cuồng cơ chứ? Kim ô mà đế tuấn biến thành đang liều chết đâm đầu về phía tôi, móng vuốt sắc nhọn khổng lồ của hắn bốc cháy hừng hực. Trước đây chúng tôi chỉ lo tránh né lưu hỏa kim sắc lơ lửng giữa không trung và hỏa lãng trên mặt đất, nên chúng tôi đành phân tán ra từ phía thế nên vị trí giữa tôi và những người khác cách khá xa nhau đối diện với đòn tấn công bất ngờ chớp nhoáng của kim ô tôi chỉ đành cầm chắc thanh kiếm anh hùng trong tay rồi gắng gượng chống đỡ móng vuốt liệt diễm nhắm chuẩn đầu tôi đánh tới tôi ra sức dùng kiếm nghênh chiến tim ma bạo phát thất sát pháp tắc cuồng vọng thúc đẩy ma kiếm áo nghĩa anh hùng vô lộ tứ diện sở ca ngay khoảnh khắc tôi phải đối mặt với cái chết tôi đột nhiên sử dụng một chiêu kiếm oai hùng khí phách nhất trong cả cuộc đời mình chỉ nghe thấy một tiếng nổ rền vang, khoảng không bị phá hủy, móng vuốt liệt diễm đã bị tôi dứt khoát chém nứt xương ngón chân, tương tự tôi cũng bị năng lượng khổng lồ do khoảng không nứt vỡ phản kích vang ra xa, ngũ cảm lục thức đột nhiên chịu chấn động đến mức đầu óc trở nên hỗn loạn, gần như ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lực. Kim Ô chịu đau đớn phát ra tiếng kêu ai oán thống khổ, tiếp đó hắn phóng bộ móng vuốt liệt diễm còn lại về phía tôi, tôi ra chiêu lần nữa, nhưng vì tôi đã bị thương nên uy lực của nhát kiếm cũng giảm đi phần nào, không thể đẩy lùi công kích của nó, cả người tôi bị móng vuốt liệt diễm tóm gọn. Sau khi thành công bắt được người, Kim Ô lập tức phi thẳng lên cao, kịp thời tránh xa khỏi phạm vi tấn công trước khi đoàn người thủy họa ra tay. Tôi bị móng vuốt của Kim Ô nắm chặt, vừa cố gắng chịu đựng sức ép cực mạnh của nó, vừa hứng chọn cái nóng thiêu đốt ra thịt đáng sợ từ liệt diễm. Xương cốt toàn thân đều vỡ nát, thất cứu cũng chảy máu ồm ộp. Liệt diễm đốt cháy cơ thể, chấn thương từ trong ra ngoài, tàn nhẫn phá hủy toàn bộ sinh cơ của thân xác tôi. Nếu tôi chứng được thiên tôn, sở hữu đạo thể thiên tôn thì vẫn đủ khả năng giúp tôi kiên trì ít phút, nhưng thân thể tôi mới tiến đến cảnh giới nhục thân thành thánh. Cho dù ngọn gió phục hồi bên trong huyền quan đang gắng sức chữa trị vết thương trên cơ thể tôi, nhưng vẫn không thể ngăn cản cái chết đang cận kề. Mấu chốt chính là, lúc này đây cho dù tôi đọc sấm ngữ thất sát để chứng thiên tôn thì mọi chuyện cũng đã quá trễ rồi. Tôi vừa phải hứng chịu nỗi đau xác thịt khủng khiếp, vừa cố gắng duy trì thần thức ở mức tỉnh táo, nhìn xuống khoảng đất trống bên dưới, Tôi thấy mái tóc trắng xóa mềm mượt tung bay theo gió của Thùy Họa, ngọn lửa màu xanh lam trong đáy mắt đang bùng cháy mãnh liệt. Tôi nhìn thấy A Lê dơ cao cổ cốt cung, cổ tay cô bé không ngừng run rẩy. Khương Tuyết Dương không thể tiếp tục che giấu cảm xúc, khóe mắt đã đẫm lệ. Mộ Dung Nguyên Duệ đã hoàn toàn quên mất thân phận tiên đạo tổ sư cao quý, trên mặt cô ấy lộ ra vẻ tuyệt vọng tột cùng. Chương 614, Nguyên Phượng Hy Hòa 2. Tôi sắp chết rồi, bất kể tôi đã cố nhẫn nhịn kìm nén nước mắt, liều mạng kiên trì ghi nhớ dung mạo xinh đẹp của họ nhưng mà sự cô độc sẽ cập bến sớm thôi cái chết đã cận kề ánh mắt tôi bắt đầu mất đi sắc màu dần dần chìm vào bóng tối chính tại thời khắc tôi sắp mất đi ý thức thì quả cầu lửa khổng lồ trên bầu trời bỗng nhiên nổ tung tựa như pháo hoa rực rỡ sắc màu phân tán trong màn đêm tiếng phượng kêu thánh thoát vang vọng tận trời cao phượng hoàng liệt diễm chiếu dọi vầng hào quang bảy màu sặc sỡ một tiếng phượng kêu trong trẻo lại như sét đánh ngang tai đế tuấn trực tiếp sâu xé thần hồn run rẩy vì sợ hãi của hắn. Hắn liều mạng chạy trốn vào trong sương mù hư ảo, hòng lao vào giữa dòng chảy thời không hỗn loạn để thoát thân. Vừa hốt hoảng chạy trốn, vừa lấy ra bình luyện yêu. Bình luyện yêu phóng lên cao theo chiều gió, miệng bình nhắm chuẩn phượng hoàng liệt diễm thất thải. Giải thích thất thải nghĩa là bảy màu. Hết giải thích, đáng tiếc thay, bình luyện yêu hiện giờ đã không còn chút tác dụng gì với phượng hoàng liệt diễm trói dọi thần quang bảy màu sặc sỡ. Một luồng hơi lửa nóng bỏng thổi vào, bình luyện yên bỗng nhiên phát nổ, lệ khí tàn bạo chữ bên trong cũng theo đó mà bị thiêu rụi. Bình luyện yêu trước kia là thánh vật linh thiêng duy trì sự ổn định tứ cực của nhân gian, nhưng dần dần men theo sự quật khởi của nhân tộc, bình luyện yêu cũng mất đi giá trị. Sau đó bị đế tuấn tôi luyện thành thần khí, đã trở thành vật tả ác, dù hủy nó đi cũng không còn gì đáng tiếc. Đế tuấn sớm đã bị thương khi giao tranh với phượng hoàng liệt diễm, vừa bị chúng tôi bao vây công đánh khiến thương thế càng thêm nghiêm trọng, sau đó hóa thành kim ô, phun ra tinh túy mặt trời thích chữ bao năm để rồi kết quả biến thành kẻ làm không công cho người khác tình trạng hắn ta hiện giờ thần niệm thực sự đã gần như cạn kiệt lồng ngực phập phồng nỗi căm phẫn vô hạn bình luyện yêu bị hủy thần trí đế tuấn đã hoàn toàn gục ngã phượng hoàng liệt diễm thất thải nhân cơ hội đó hét lên một tiếng thánh thót kim ô mà đế tuấn hóa ra vùng vẫy giữa không chung một hồi bất giác nới lỏng móng vuốt liệt diễm đang bắt lấy tôi tôi rơi từ trên cao xuống ngã vào vòng tay của một người cái ôm lạnh lẽo băng giá thế nhưng khiến tôi vô cùng yên tâm, tôi không cần mở to mắt cũng biết người ấy là ai. Đợi khi tôi tỉnh lại lần nữa, thời gian đã trôi qua hết 7 ngày rồi. Thực ra đáng lẽ tôi sẽ không bất tỉnh lâu đến vậy, chỉ trách mộ dung nguyên duệ lo lắng quá mức cho an nguy của tôi, nên đã đem hết toàn bộ cỏ long diên mang theo trên người cho tôi uống. Sức sống quá mạnh mẽ, linh lực dồi dào bắt đầu tôi luyện thân xác tôi, dẫn đến hậu quả trong quá trình tôi luyện thức thần không thể thuận lợi quay về vị trí cũ. Tôi hiện giờ, bất chi bất giác đã ngưng kết ra đạo thể thiên tôn, mà còn ngay trước khi tôi chứng thiên tôn. Thấy tôi tỉnh dậy, khóe miệng tùy hỏa không khỏi nhếch lên đôi chút. Lúc tôi đứng lên mới phát hiện trong tay tôi vẫn luôn nắm chặt kiếm anh hùng, năm ngón tay sớm đã tê cứng từ lâu. Kiếm anh hùng là vật vô cùng quý giá đối với ma đạo, từ khi rút được nó thì tôi không dám buông nó ra dù chỉ một giây. Không có nó, ma đạo sẽ mất đi cơ hội thu phục quy khư làm tổ đình, tiếp tục nơm nớp lo sợ khi thời đại mạt pháp kết thúc, mà đạo sẽ không có chỗ dung thân. Nhân đạo có hàm cốc quan, tiên đạo có thiên đình, linh khí hai nơi đều chủ phú đến mức khiến người ta thèm thuồng. Bất luận vì sinh tồn hay phát triển, mà đạo bắt buộc phải có được quy khư, chỉ duy nhất linh khí quy khư mới có thể sánh ngang với linh khí của hai đạo nhân tiên. Những trận chiến sống còn trong suốt mấy năm qua đã dạy tôi, giúp tôi có ý chí kiên trì đến cùng, khi đối mặt với sinh tử, dù có chết thì tôi cũng không từ bỏ chấp niệm trong lòng lúc ấy tôi bị móng vuốt liệt diễm bóp chặt chỉ cần lộ ra một chút suy nghĩ yếu đuối thức thần sẽ nhanh chóng hỗn loạn rồi hậu quả là tôi sẽ bị liệt diễm thiêu dụi may thay tôi đã thành công vượt qua khảo nghiệm đến tận khi rơi vào hôn mê sâu cũng kiên quyết không buông thanh kiếm anh hùng ra dù thịt nát xương tan cũng quyết không hối hận sau đó tôi mới phát hiện những việc này đều được ý chí thế giới quy khư xem xét tỉ mỉ chỉ có những người lòng dạ son sắt dù vạn kiếp bất phục cũng không hối hận mới xứng đáng ngồi lên ngôi vị chủ nhân hồng hoang mới thật sự nhận được sự công nhận của nó. Trận chiến đế tuấn này thực chất là khảo nghiệm cuối cùng mà nó dành cho tôi. Mọi người đều đang đợi tôi. Thiếu nữ nguyên phượng cũng có mặt ở đây. Hiện giờ không thể gọi cô ấy là thiếu nữ được nữa. Từ khi phượng hoàng liệt diễm tiến hóa thành phượng hoàng liệt diễm thất thải, thiếu nữ nguyên phượng đã trổ mã trưởng thành, hóa thành một tuyệt sắc gia nhân khoác lên mình bộ nghe thường đủ màu sắc, tiểu diễm mỹ miều đến mức khiến người khác choáng ngợp. Trên người tùy hỏa tỏa ra khí thức băng giá lạnh lẽo. Nhưng trên người cô ấy lại toát lên sức nóng mãnh liệt, tóc đỏ, mắt đỏ. Đế Tuấn cuối cùng không thể thoát thân, bị Phượng Hoàng Liệt diễm truy sát đến biên giới sương mù hư không. Thấy tôi đang nhìn sang cô ấy, cô ấy bèn nghiêng đầu mỉm cười, đi đến bên cạnh tôi, từ từ cúi đầu nói, "Cần xin đạo tổ ban tên." Nghe cô ấy nói vậy, tôi lập tức sững sờ. Tên tuyệt không phải là thứ bất kỳ ai cũng đạt được, trầm tư giây lát tôi bèn hỏi, "Nguyên Phượng tổ sư, cô muốn gia nhập Ma đạo hay sao?" "Vâng, tôi vui mừng khôn xiết." bắt đầu suy nghĩ tên cho Nguyên Phượng. Thơ Kinh có viết, chim phượng chim hoàng cùng bay với nhau, vỗ cánh phát ra âm thanh thánh thoát. Nơi nào có phượng đặt chân đến, thiên hạ ắt sẽ thái bình. Thời đại mạt Pháp kết thúc, tam giới sẽ tái khởi phân tranh, sự xuất hiện của phượng quả thật mang lại điềm lành. Hơn nữa sự xuất hiện của cô ấy có ý nghĩa quá đối phi thường đối với ma đạo, hiện giờ ma đạo đang thiếu người mang cấp độ đạo tổ chấn thủ. Nhân đạo có đạo đức thiên tôn, tiên đạo có ngọc hoàng đại đế, âm ti có cửu u nữ đế, Nghe nói bác Âm Đại Đế Chu Khất cũng sở hữu chiến lược đạo tổ. Chỉ mỗi Ma đạo không hề có ai, Phong Thập Bát mới chứng được thái cổ phong ma chưa lâu, và Thủy Hỏa vừa hoàn thành năm lần niết bàn. Nguyên Phượng tựa như vầng mặt trời sáng rực rỡ chiếu rọi trong bóng đêm tối tăm, như ngọn lửa bùng cháy giữa hàn băng lạnh lẽo. Nghĩ đến điều này, trong lòng tôi đã có chủ ý, tặng cho cô ấy cái tên Hi Hòa. Chương 615, Thủy Thần cung công 1. Hi Hòa bằng lòng gia nhập Ma đạo nguyên nhân chủ yếu là vì chúng tôi đã giúp cô ấy giết chết đế tuấn nguyên thân của đế tuấn là kim ô mà kim ô và phượng hoàng là kẻ thù truyền kiếp của nhau kim ô không có được bộ lông vũ mềm mượt hoa lệ như phượng hoàng không có bản lĩnh sử dụng liệt diễm như phượng hoàng kim ô chỉ đành nhẫn nhịn âm thầm cắn nuốt tinh túy mặt trời chờ đợi một ngày có thể giết chết phượng hoàng thay thế vị trí độc tôn của nó thần thoại cổ đại lẫn tiên đoán hiện đại đều có nhiều chi tiết liên quan đến cuộc phân tranh sống còn giữa kim ô và phượng hoàng Phượng Hoàng sinh ra từ ánh sáng trong ngọn lửa thuần khiết được hình thành bởi bảy tia phát xạ thần thánh, là đứa con của liệt diễm. Mà tiếc thay bản thân Kim Ô không có chút liên quan gì đến ánh sáng, ngược lại, nó còn tượng trưng cho bóng đêm tối tăm, đại diện cho sự lạnh lẽo và chết chóc. Cái gọi là tất cả quả trong thiên hạ đều đen, quả báo tan chính từ điều này mà ra. Chẳng qua, Kim Ô tuy rằng sinh ra từ bóng tối, nhưng lại nắm giữ năng lực nuốt chửng thần quang và liệt diễm. Khi hòa gia nhập ma đạo, đã giúp nâng cao khí số của ma đạo, đợi sau khi tôi đặt tên cho cô ấy, cờ chiêu hồn bên trong huyền quan đột nhiên tự di chuyển, vang lên một giọng nói mạnh mẽ xa xăm, đứa con của mặt trời, nguyên phượng tổ sư Hy Hòa, một lòng quy y ma đạo. Sau đó, toàn thân Hy Hòa phát ra thần quang sáng chói, gióng giặc tuyên bố, đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Tạ Lưu Vân cao mày nhăn nhó, đệ tử nhân đạo đều bất giác rơi vào trầm tư. Mới đầu tiến vào quy khư, ma đạo chỉ là trợ thủ được mời đi theo tháp tùng họ, nhưng bây giờ lại trở thành kẻ hưởng lợi nhiều nhất. Không đề cập đến việc có thể giành được sự công nhận của ý chí thế giới quy khư rồi thu phục quy khư làm tổ đình hay không, chỉ nói tới việc nguyên phượng tổ sư quy y đã vượt qua giá trị của linh hồn cung công đem lại rồi. Đế Tuấn bị xử tử hình, hắn đơn giản đã không còn bất kỳ mối đe dọa nào. Ngay sau đó, tôi dẫn mọi người từng bước tiến thẳng lên đài phong thiền nguy nga đồ sộ. Đài phong thiền được lát vàng khảm ngọc, mang lại cảm giác linh liêng hùng vĩ, khiến người ta choáng ngợp không rõ cao bao nhiêu trường, nơi đây như xuyên thẳng qua bầu trời xanh. Sương mù tiên cảnh huyền ảo mơ hồ, thoát ẩn thoát hiện. Dưới đài phong thiền, chạm trổ tượng của các vị thần hồng hoang, dung mạo toát lên vẻ uy nghiêm oai phong lẫm liệt. Giống như những gì Lý Bạch luôn mô tả, thanh minh hảo đáng bất kiến để, nhật nguyệt chiếu diệu kim ngân đài. Nghe vi y hề phong vi mã, vân chi tuấn hề phân phân nhi lai hạ. Khổ cổ sắt hề loan hồi xa, tiên tri nhân hề liệt như mơ các tượng thần, muôn màu muôn vẻ, có thể là hình người, hoặc thân thú, cũng có thể giữ tợn xấu xí, hay tao nhã bất phàm, anh hùng thần võ, thậm chí tà ác bẩn thỉu, thần tính uy nghiêm, thật khiến người đời kính nể. Tiên phong dẫn đầu chính là kim thần nhục thu, mộc thần câu mang, hỏa thần trúc dung, thổ thần hậu thổ nương nương. Trong ngũ thần thượng cổ hồng hoang, duy nhất không nhìn thấy thủy thần cung công. Tại sao không nhìn thấy thủy thần cung công đâu hết vậy? Tôi lại hỏi, nếu như ta đoán không lầm, có lẽ tượng thần cung công được đặt trên đài phong thiền. Tạ Lưu Vân trả lời. Nghĩ cũng phải, trong chúng thần thượng cổ thì chiến lực cung công đứng đầu, tuy rằng không có được tên húy của chủ nhân Hồng Hoang, nhưng lại chính quân chủ vô miện của Hồng Hoang, ông ấy có tư cách trò chuyện cùng ý chí thế giới quy khư. Giải thích quân chủ vô miện là ý chí vị vua không cần vương miện. Hết giải thích, ý chí sơn hồn của núi Bất Chu thì sao? Tôi lại hỏi, cung công ở đâu, thì ý chí sơn hồn của núi Bất Chu ở đấy. Trên thực tế, đài phong thiền này, bao gồm các tượng thần đều đến từ bút tích của sơn hồn núi Bất Chu mà ra. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, xem ra, hai người muốn theo ta leo lên đỉnh núi rồi. Tôi điềm đạm nói, sau đó, tôi bắt đầu chỉnh sửa lại y phục, đưa hai người tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ cùng nhau đi lên bậc thang, những người khác đều đợi ở phía dưới. Nhìn bậc thang cao chót vót không thấy điểm dừng, chúng tôi mang lòng thành hướng Phật của những người hành hương, đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù. Không biết đã lượn lờ bao lâu trong bóng tối âm u, cuối cùng, chúng tôi đi đến đài phong thiền. Trên đài phong thiền, có một phương tòa hắc thạch, một người đàn ông ngực trần cao to lực lưỡng khôi ngô đang ngồi trên đó. Làn da để lộ ra có màu xanh lam như nước biển, trên ấy còn khắc vô số phù văn màu đen. Gần cốt cường tráng, gần như chứa đựng sức mạnh hủy diệt thiên địa, nhưng đều bị đám phù văn trói buộc gò bó ngồi một chỗ. Người đàn ông đó cúi thấp đầu xuống, một tay nâng cầm, một tay gác lên vương tỏa hắc thạch, hình như ông ấy đang chìm sâu vào giấc ngủ. chương 616, Thủy Thần Cung Công 2 chúng tôi không nhìn thấy tượng thần cung công, nhưng tôi biết người đàn ông đang ngồi trên vương tọa chính là linh hồn cung công. Khi chúng tôi bước đến, người đàn ông đó bỗng nhiên bừng tỉnh. Ông ấy mở to đôi mắt, tôi lập tức cảm nhận một nguồn khí thức tiên thiên quý thủy hào hùng mạnh mẽ vô biên. Thần quang hào nhoáng chiếu dọi trong đáy mắt, bao hàm cả thần niệm uy nghiêm, vượt xa đế tuấn. May thay, thần niệm của ông ấy không hề có sát khí, chỉ mang lại cảm giác thương tâm và mệt mỏi. Ta đã ở đây đợi ngươi suốt ba ngàn năm, cuối cùng thì ngươi đến rồi. Cung công mở miệng, ngữ khí xa xăm mờ mịt vang lên, dường như đang kéo ra bức màn lịch sử bị che giấu đã lâu của hồng hoang. Thủy thần cung công, là cường giả đứng ở đỉnh cao trong lòng vạn tộc hồng hoang. Kiên cường bất khuất, dám làm trái ý của thiên đạo. Chống lại cả trời, chỉ huy hàng ngàn hàng vạn thủy tộc đối kháng với toàn thiên hạ. Nhìn thấy ông ấy tôi liền nhớ tới ma đạo tổ sư, cả hai đều là người kiên cường, cũng dẫn đầu hàng ngàn hàng vạn đệ tử ma đạo chống lại thiên đạo kết cục của cả hai cũng giống nhau đến kỳ lạ cung công chỉ còn sót lại tàn hồn thoi thóp, mà đạo tổ sư nay đã hóa thành hư vô cùng đồng quy với đất trời cung công tuy chỉ còn tàn hồn thế nhưng ông ấy vẫn hứng chịu sự dày vò hành hạ của phù văn màu đen do ý chí sơn hồn núi bất chu tạo ra nỗi thống khổ đau đớn thấu tận xương tủy khó ai mà chịu được vương Tọa hắc thạch có thể bảo hộ toàn hồn của ông ấy vĩnh viễn không tiêu tán giống như quan trấn hồn bảo hộ tàn hồn của ma đạo tổ sư tại đàm cửu long vậy ông ấy có thể lựa chọn sự giải thoát chỉ cần ông ấy bước xuống khỏi vương tọa ngay lập tức bị sức mạnh của đám phù văn màu đen thiêu cháy tan biến vào quy khư nhưng ông ấy vẫn không thể từ bỏ không thể an tâm buông bỏ hàng ngàn hàng vạn thủy tộc tha rằng bản thân tiếp tục gánh chịu nỗi đau đớn thống khổ tột cùng vẫn quyết ngồi vững trên vương tọa đơn độc chờ đợi hy vọng chỉ cần ông ấy vẫn còn vận mệnh của thủy tộc mãi mãi sẽ không bị đoạn tuyệt ông đã gặp ma đạo tổ sư rồi sao tôi hỏi ba ngàn năm trước có người từng đánh bại đế tuấn phá hủy xương mù hư ảo đến được nơi đây. Tiếp theo đó, linh hồn cung công kể cho chúng tôi nghe đầu đuôi câu chuyện ma đạo tổ sư đã đến đây. Ba ngàn năm trước, ma đạo tổ sư một mình vác kiếm vô danh leo lên núi Bất Chu. Đánh nhau một trận với đế tuấn bên trong xương mù hư ảo, với năng lực xuất chúng của ma đạo tổ sư cho dù không dùng đến kiếm anh hùng vẫn có thể thắng được đế tuấn. Trận chiến kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm, ma đạo tổ sư bị trọng thương, đế tuấn bị truy sát buộc phải lẩn trốn vào thời không hỗn loạn không dám ló mặt ra ngoài nữa. Tất nhiên, hắn chỉ có thể dương mắt nhìn ma đạo tổ sư phá vỡ sương mù hư ảo rồi từng bước tiến thẳng lên đài phong thiền. Ma đạo tổ sư gặp cung công, hai người lặng lẽ nhìn nhau, nhưng mãi không ai cất lời. Cuối cùng ma đạo tổ sư hỏi cung công, vì sao không chịu giải thoát bản thân, cung công bình thản nói vì bản thân ông ấy không thể buông bỏ gánh nặng. Ma đạo tổ sư nghe thấy thế bèn thở dài, quay người rời đi trước khi đi đã lưu lại một câu, ba ngàn năm sau, đệ tử ma đạo ta sẽ đến đài phong thiền, đến khi đó chính là thời khắc ông có thể nhắm mắt yên nghỉ. Bây giờ, người tới rồi, ta cũng nên đi thôi. Ta biết thủy tộc hiện giờ chỉ còn sót lại tộc tương liếu, họ đã gia nhập ma đạo rồi, ta tin rằng, người có thể thay ta bảo vệ họ. Cung công nói, nhất định tôi sẽ làm được, tôi gióng dạc nói, ta tin ngươi, cũng giống như năm đó ta đã tin ông ấy vậy. Nói xong, cung công đứng dậy rời khỏi vương tọa. Ông ấy vừa đứng dậy, đám phù văn màu đen đã bắt đầu bùng cháy. Đợi khi ông ấy bước xuống vương tỏa, cả cơ thể đã bị ngọn lửa nóng rực màu đen bao phủ. Cung công đang hứng chịu nỗi thống khổ thấu tận xương tủy, nhưng thần sắc từ đầu đến cuối vẫn bình thản như không có chuyện gì. Đám phù văn màu đen đang không ngừng tàn nhẫn thiêu dụi tàn hồn cung công ngay trước đôi mắt sững sờ của chúng tôi, ngọn lửa càng cháy càng ngông cuồng, dần dần không thể nhìn thấy mặt mũi của ông ấy nữa. Yên thạch, người yêu của ta, ta đến tìm nàng đây tình cảm chân thành mãnh liệt, kiên định son sắt, cảm động đến trời cao. Theo sau một tiếng thì thầm như lời than thở, linh hồn cung công bị đám phù văn thiêu cháy thành cho bụi tan biến theo làn gió. Mộ Dung Nguyên Duệ đẫm lệ nhìn sang tôi, mà tôi cũng đồng thời ngước mắt nhìn cô ấy. Sau khi linh hồn cung công bị thiêu rụi, ngọn lửa màu đen cũng tiêu tán, chỉ lưu lại hai luồng khí lực ý chí vô cùng thuần túy tràn ngập khắp nơi. Một luồng là ý chí của cung công, linh thức đã cạn kiệt, chỉ còn sót lại chiến ý mạnh mẽ bất tận một luồng là ý chí của núi bất chu đại diện cho sự uy nghi của thiên đạo tạ lưu vân mở rộng thần đình lấy ra cờ chiêu hồn nhân đạo cờ chiêu hồn tung bay theo chiều gió bắt đầu hấp thụ sức mạnh ý chí của cung công đồng thời mộ dung nguyên duệ cũng mở thần đình lấy ra cờ chiêu hồn của thiên đạo hấp thụ ý chí sơn hồn núi bất chu tôi đứng giữa hai người bọn họ lặng lẽ nhìn hai người đoạt lấy thứ họ cần kết cục này đối với hai đạo nhân tiên mà nói như một điều đã được sắp đặt sẵn từ lâu Nhân đạo sau khi giành được ý chí cung công, vận mệnh ắt phải khuếch đại bành trướng, mà thiên đạo chiếm lấy ý chí sơn hồn núi bất chu, cũng đồng thời nâng cao khí độ, với lại có thể mượn uy nghi thiên đạo trấn áp nhân đạo. Chỉ là chiến ý nhân đạo sớm đã kiệt quệ, ý chí cung công chẳng qua dệt gấm thêu hoa thêm mà thôi. Thiên đạo có thể mượn uy nghi thiên đạo của núi bất chu ổn định bảo tỏa thiên đình hay không, vẫn còn là điều chưa rõ. Đợi hai người hoàn thành xong sứ mệnh mà bản thân được giao phó, tôi giơ cao thanh kiếm trong tay, hướng thẳng về phía bầu trời bao la. Lớn giọng đọc to câu, Bắc Minh có cá, tên là cá côn. Chương 617, Quy khư nhận chủ một. Bắc Minh có cá, tên là cá côn. Khi tôi vừa hét lớn câu này, cả thế giới đột nhiên rơi vào yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức không nghe thấy một tiếng động nào, dường như thời gian đã ngừng trôi. Quy khư hồng hoang, vạn tộc giống như đã cảm nhận thấy điều gì đó, tất cả đều ngẩn ngơ nhìn về phía núi Bất Chu. Sự yên tĩnh này chỉ kéo dài trong giây lát, thời gian trôi đi, uy áp thần niệm mạnh mẽ bỗng từ trên trời đổ xuống. Đài phong thiền bắt đầu rung lắc, rồi cả ngọn núi bất chu đều chấn động. Mặt đất nứt ra từng đường, dòng sông cuồn cuộn chảy ngược như con rồng lớn. Biển khơi vô tận trồi lên những cột sóng cao chót vót. Trời đất âm u, cát bay mù mịt, muôn thú kêu gào, vạn tộc than khóc. Tôi từng chứng kiến ý chí thế giới quy khứ thi triển thần uy, trên chiến trường vạn tộc, ý chí thế giới quy khứ diễn hóa ra vòng xoáy đen ngòm nuốt chừng cự long oán niệm. Lúc Khương Tuyết Dương trùng sinh tại bàn xà cốc, nó từng hiện thân để đưa ra lời cảnh cáo. Hai lần hành động bất thường đều không thể so sánh với lần này, bởi vì hiện giờ thứ tôi va chạm tới không phải ý chí thế giới quy khư mà là bản thân quy khư, ý chí thế giới quy khư chẳng qua chỉ là thứ quy khư dùng để tiếp quản pháp tắc của mảng trời đất này. Quy khư đã bị đánh thức, sự hủy diệt và tồn vong của thế giới chỉ dựa vào một suy nghĩ nhất thời của nó mà thôi. Sắc mặt Tạ Lưu Vân trắng bệch, thân thể không kiềm chế được mà run rẩy. Sắc mặt Mộ Dung Nguyên Duệ cũng vô cùng khó coi. Tôi vẫn còn có thể chịu đựng được, kiếm anh hùng đã gia tăng cho tôi dũng khí bất tận. Trên bầu trời, lỗ đen đã hiện ra, bán kính khá lớn, dường như chứa đựng cả bầu trời. Nhìn có vẻ muốn nuốt chửng hết vạn vật sống trên mặt đất, tất cả đều sẽ tan thành mây khói. Đối mặt với uy lực khủng khiếp đẳng cấp hủy diệt thiên địa, tôi đã không thể duy trì được bình tĩnh, thanh kiếm anh hùng trong tay bắt đầu run rẩy kịch liệt. Nhưng mà tôi không hề từ bỏ kiên trì nắm chặt kiếm hướng thẳng lên trời. Lỗ đen ngày càng u tối và thâm sâu, bên trong truyền ra một cỗ uy nghiêm cường đại không thể đoán dò được. Sự uy nghiêm này, vượt xa chúng thần, vượt xa cả thiên tôn, vượt xa cả sự tồn tại duy nhất của cửu thiên thập địa. Chưa từng có ai nhìn thấy cá côn, liên hệ giữa người phàm và cá côn chỉ thông qua một giấc mộng của trang tử, sau khi tỉnh giấc ông ấy đã viết ra tiêu giao du, và chỉ lưu lại một câu duy nhất, Bắc Minh có cá, tên gọi là cá côn. Không một ai biết cá Côn sinh ra vào thời đại nào, làm thế nào sinh ra được, thậm chí tồn tại ở đâu cũng không ai biết rõ. Lúc ở trong biển Bắc Minh tôi đã từng bàn luận về sự tồn tại của cá Côn với Khương Tuyết Dương, một sinh vật to lớn khổng lồ đến vậy, lại nuốt chửng nước biển trong thiên hạ, cho dù giấu được nhân gian cũng không thoát khỏi tai mắt của thiên giới. Chính lúc tôi đang suy nghĩ về vấn đề này, Cố Huy Nghiêm cường đại không thể dò xét trong lỗ đen kia đã từ từ lộ ra khuôn mặt thật. Đó là một sinh vật biển mà tôi chưa từng nhìn thấy qua đôi mắt vẫn còn đang nhắm chặt là cá nhưng không phải cá không thể mô tả hình dạng của nó vì nó thực sự quá to lớn đây chính là cá côn sao mộ dung nguyên duệ há hốc mồm kinh ngạc hỏi ừ chẳng qua không phải bản thể của cá côn mà là thức thần của nó tạ lưu vân nói thức thần ừ chúng ta tính gộp cả thế giới quy khư hồng hoang đều tồn tại trong huyền quan của cá côn quy khư nuốt trừng nước biển trong thiên hạ cũng chỉ là tiếp nạp nước biển vào huyền quan của chính mình nghe tạ lưu vân giải thích như vậy Tôi cũng thông suốt rồi, thực ra cái gọi là quy khư nuốt chửng hồng hoang, vốn không phải hiểu theo nghĩa đen là nuốt thế giới hồng hoang vào bụng mình, mà là tiếp nạp vào huyền quan của nó. Tuy nhiên, nếu như đây chính là huyền quan của cá côn, vậy thì cái huyền quan này chẳng phải quá khổng lồ rồi sao? Cá côn không lộ diện toàn bộ cơ thể, bởi vì thần niệm quá lớn, nếu như thật sự hiện hình, thì sinh linh vạn tộc sống trong thế giới quy khư hồng hoang căn bản không thể chịu đựng được. Cho dù chỉ lộ diện một phần khuôn mặt thật, đã đủ khiến tôi thất hồn thất vía rồi so với nó, nhân loại đúng chỉ là hạt cát, run dế không đủ để hình dung cho sự cách biệt về sức mạnh, chúng tôi chỉ là hạt cát nhỏ trên sa mạc mà thôi. Rất khó tưởng tượng, giữa trời đất này lại xuất hiện một sinh vật to lớn khổng lồ đến vậy. Khó trách nó vừa hiện thế, đã kéo cả thiên đạo vào mớ nhân quả hỗn loạn. Trước tiên, tôi vẫn đang băn khoăn, bản thân phải làm cách gì để thuyết phục nó, đem thế giới quy khư hồng hoang về làm ma đạo tổ đình. Lúc tôi chính mắt nhìn thấy nó hiện thân, Tất cả mấy lý lẽ thuyết phục đều nghẹn lại trong cổ họng không thể thốt lên được. Chương 618, quy khư nhận chủ 2. Bởi vì, chỉ dựa vào cảnh giới hiện giờ của tôi, căn bản đâu có tư cách đối thoại với nó. Chính lúc sự can đảm của tôi đã hoàn toàn bị phá vỡ, cờ chiêu hồn trong huyền quan đột nhiên sản sinh ra biến đổi thất thường, hóa thành một luồng ánh sáng màu đen trực tiếp thông qua huyệt thần đình bay ra ngoài. Cờ chiêu hồn bay khỏi huyền quan, ầm ầm một tiếng rồi cắm phập bên cạnh tôi. Ngay sau đó, một tay tôi nắm chặt kiếm anh hùng, một tay tôi giơ cao cờ chiêu hồn, trong tim lại lần nữa nổi lên can đảm bất tận. Bên trong lỗ đen, cá côn mở to đôi mắt của nó. Sau đó một giọng nói uy nghiêm xa xăm vang lên, ba ngàn năm trước ma đạo tổ sư của các ngươi đã đến đây tìm ta, ta đã từ chối rồi, thực lực của ngươi còn không bằng một phần vạn của ông ấy nữa, có tư cách gì muốn giành lấy sự công nhận của ta. Nghe ông ta hỏi như thế, tôi lập tức ngậm miệng. Nếu như đến cả ma đạo tổ sư cũng không có tư cách ấy, những gì tôi có bây giờ nói thẳng ra đều do ma đạo tổ sư biếu tặng cho vậy thì có tư cách gì mà nhận sự chấp thuận của nó tôi bắt đầu rơi vào trầm tư mà cá côn cũng cho tôi thời gian đủ lâu để suy nghĩ kỹ càng lúc tôi vắt óc suy nghĩ tạ lưu vân và mộ dung nguyên duệ cũng đồng thời yên lặng quan sát tôi họ cũng muốn biết tôi sẽ trình bày đáp án như thế nào bởi vì nếu như đáp án này không thể khiến cá côn hài lòng mà đạo sẽ triệt để mất đi tư cách phân tranh tam đạo thậm chí có thể sống sót khi thời đại mạt Pháp kết thúc hay không còn là điều chưa nắm chắc được. Hai đạo nhân tiên có thể dung tha cho ma đạo, nhưng âm ti tuyệt đối không thể chừa cho ma đạo một con đường sống. Tôi bắt đầu hồi tưởng mọi việc đã xảy ra, từ lúc theo Bạch Hà Sầu làm nghề vớt xác. Con đường tôi đã đi qua từ Đàm Cửu Long, Hàn Hoang, Giã Tiên, Núi Không Ninh, Phong Thần, Âm Sơn, đều có thể gọi là trải qua sống chết. Tuy rằng cơ duyên vô số, nhưng mà mỗi một cơ duyên dường như đều lấy tính mạng của bản thân tôi đổi lại được tôi trầm ngâm khá lâu nhưng vẫn chưa tìm thấy đáp án thích hợp chính tại lúc này mộ dung nguyên rời cất lời tạ lan anh có biết ưu điểm lớn nhất của anh là gì không là gì chứ sự can đảm của anh anh không có thiên phú siêu phàm như ma đạo tổ sư vẫn cố nghiến răng cầm cờ chiêu hồn của ma đạo đi theo con đường mà ông ấy đã đi đây vốn dĩ là chuyện vô cùng vĩ đại nhưng mà cô dũng vốn không thể chứng minh thực lực được tôi nói giải thích từ cô dũng là một mình dũng cảm gánh vác mọi việc hết giải thích không anh không phải cô dũng cô dũng không tính toán sinh tử còn anh là sinh ra để chết sinh ra để chết ư ừ, từ giây phút anh tiếp quản cờ chiêu hồn ma đạo anh đã biết bản thân phải dấn thân vào con đường nào nhưng mà trên con đường anh đã đi này từ non nớt đến chín chắn tôi chưa từng nhìn thấy anh có suy nghĩ bỏ cuộc chỉ cần tôi vẫn còn sống sẽ vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ tôi nói có câu này là đã đủ giao phó cho nó rồi nếu như nó vẫn không công nhận đó chính là tổn thất của nó được cảm ơn cô ngay sau đó tôi bèn làm theo chỉ điểm của cô ấy nói ra đáp án cá côn trầm mặc yên lặng một hồi lâu mới phát ra tiếng thở dài thườn thượt nói thiên đạo bất tử bất diệt không thể chiến thắng trở thành kẻ thù của hắn ta thực lực thật sự rất quan trọng nhưng nếu như không có can đảm tìm đường sống trong cái chết dù có thực lực mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là phí công vô ích thật ra ba ngàn năm về trước ta nên đồng ý với ông ấy rồi cùng ông ấy đối chọi với thiên đạo, nhưng khi đó trong đầu chỉ toàn phẫn uất và căm giận, chứ không hề có dũng khí quyết liệt như ông ấy. Nếu xong câu này, cá côn bắt đầu thu hồi xoáy đen. Nó quả thật đã để mất đi cơ hội tốt nhất, với thủ đoạn lợi hại kinh thiên động địa của ma đạo tổ sư, nếu như có sự hỗ trợ của quy khư, chưa chắc không thể tìm thấy khuyết điểm của thiên đạo. Đáng tiếc thay, cá côn năm đó còn ôm một chút mơ mộng về thiên đạo. Đến giờ 3.000 năm đã trôi qua, giấc mơ trong lòng cá côn sớm đã vỡ vụn. Đây mới là nguyên nhân nó phẫn nộ hiện thế, đảo loạn âm dương, kéo thiên đạo vào nhân quả này. Cá côn, thiên đạo đã nợ người cái gì vậy? Nhìn thấy cá côn đã thu hồi xoáy đen, tôi lớn tiếng hỏi. Đáp án này sớm muộn gì thì ngươi cũng biết thôi. Nói xong, cá côn biến mất vào xoáy đen, sau đó xoáy đen bắt đầu đóng lại, bầu trời dần dần khôi phục lại ánh sáng trong xanh. Tôi vẫn chưa hoàn toàn khám phá hết bí mật của quy khư, bởi vì tôi đến tận bây giờ vẫn không hề biết gì về lai lịch của cá côn, không biết nó được sinh ra từ đâu, cũng không biết suốt cuộc nó là tồn tại như thế nào. Đây không phải vì nó cố tình giấu giếm tôi, mà bởi vì thực lực của tôi quá yếu kém, vẫn chưa có tư cách nhìn thấy chân tướng. Tạ Lan, Thiên đạo đã thiếu cá côn nhân quả gì vậy? Tạ Lưu Vân hỏi, đáp án này ngươi chắc hẳn có thể đoán ra được, hà cớ gì phải hỏi ta. Tôi nói, hóa thành chim, tên là chim bằng, không sai, năm đó Thiên đạo đồng ý ban cho cá côn cơ duyên hóa thành chim bằng cá côn mới giúp thiên đạo nuốt chừng thế giới hồng hoang, đáng tiếc thiên đạo đã thất hứa. Nói xong, tôi xài bước về phía vương tòa hắc thạch. Nếu đã có được sự công nhận của ý chí quy khư hồng hoang, vậy hiện giờ tôi hoàn toàn xứng đáng trở thành chủ nhân hồng hoang. Từ nay về sau, thế giới quy khư hồng hoang sẽ không tồn tại ý chí của cá côn nữa, chúng sinh vạn tộc sẽ đều do tôi quản lý. Át hẳn tôi sẽ gây ra những tranh chấp khốc liệt tại hồng hoang, tôi chỉ men theo giáo lý của ma đạo mà hành sự. Chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài chương 619, quay lại nhân gian, một. Tôi đi về phía vương tòa hắc thạch, quay người lại ngồi xuống. Mở rộng thần đình, thần niệm vừa chuyển động, cờ chiêu hồn hóa thành một đạo ánh sáng màu đen nhập vào huyền quan của tôi. Vương tòa hắc thạch, lạnh lẽo vô tình, ngồi lên đó, lòng tôi không chỉ không có một chút vui vẻ nào mà ngược lại còn trở nên nặng nề hơn. Muốn ngồi ở vị trí mà không ai ngồi được thì phải chịu được những cảm giác mà không ai chịu được. Hiện tại tôi đã ngồi lên vương tòa hắc thạch, từ giờ về sau vạn tộc ở Hồng Hoang đều do tôi bảo vệ. Tôi không muốn trở thành chủ nhân của họ mà càng mong có thể làm người bảo vệ họ hơn. Nhân gian đã không còn dấu vết của Hồng Hoang, ở đây chính là dấu vết cuối cùng Hồng Hoang để lại trên thế giới này, ngôi nhà cuối cùng của họ. Mà tôi phải dùng thanh đoản kiếm anh hùng để bảo vệ ngôi nhà này. Côn đã thừa nhận tôi là chủ nhân của Hồng Hoang, giao huyền quan của nó lại cho tôi. Còn về việc bản thân nó đã đi đâu thì tôi không biết tôi chỉ biết nếu như tôi có cơ hội đứng trước mặt thiên đạo côn sẽ xuất hiện liên thủ chiến đấu với tôi sau khi mất đi sự bảo vệ của côn quy khư sẽ từ mắt biển nổi lên trên mặt nước giống như đảo kim ngao tổ đình của ma đạo năm đó nhưng lại càng an toàn hơn đảo kim ngao đảo kim ngao lúc trước tuy rằng phòng thủ kiên cố nhưng là dựa vào sự đồng tâm hiệp lực ý chí vững như tường đồng vách sắc của ngàn vạn đệ tử ma đạo nhưng mà quy khư không giống vậy quy khư sẽ không mở ra với bên ngoài vẫn là một thế giới huyền quan độc lập cách biệt với bên ngoài, muốn vào quy khư chỉ có thể vào từ cửa thế giới, bởi vì quy khư căn bản không ở nhân gian. Cũng giống như Tuyết vực bí cảnh ở Côn Lôn vậy, chỉ có dùng phương pháp đặc biệt ở một nơi đặc biệt mới có thể vào được. Ở bên ngoài, căn bản không nhìn thấy sự tồn tại của Tuyết vực bí cảnh. Trừ phi có đại năng có thể phá tan kết giới hư không của quy khư, mới có thể khiến quy khư dung hợp với thế giới bên ngoài, nếu không cả tam giới đều không thể thấy được quy khư. Quy Khư là do Huyền Quan của Côn Hóa Thành, trong cả Tam Giới e rằng chẳng ai có thể phá kết giới của nó. Bởi vì ý chí của thế giới Quy Khư do Côn Hóa Thành đã biến mất nên Quy Khư đã không còn cấm kỵ cường giả cấp bậc Thiên Tôn tiến vào. Ma đạo nếu như muốn bảo vệ sự an toàn của Quy Khư thì nhất định phải tự có người giữ cửa của mình. Người giữ cửa mà Thiên đạo để lại Quy Khư là Đế Tuấn, người giữ cửa của Ma đạo là Hi Hòa. Nhiệm vụ của Đế Tuấn là ngăn cản vạn tộc ở Hồng Hoang rời đi còn Hy Hòa là để ngăn cản thế lực của tam giới xâm nhập quy khư. Với năng lực của Hy Hòa, đương nhiên không cần phải luôn luôn canh giữ ở cửa thế giới, chỉ cần bản thân cô ấy ở lại quy khư, liền không có ai dám tự tiện xông vào. Tôi ngồi trên vương tọa trầm tư một lúc lâu, cho đến khi bị lời nói của tạ Lưu Vân kéo hồn về. Tạ Lan, hành trình ở quy khư đã kết thúc rồi, chúng tôi cũng nên rời đi rồi. Hiện tại người phải đi rồi sao? Tôi hỏi, thời đại mặt Pháp đã sắp kết thúc, nhân đạo còn rất nhiều mặt cần phải chấn hưng, ta thân là người cầm cờ của nhân đạo, bắt buộc phải nhanh chóng trở lại nhân gian. Tạ Lưu Vân nói, điều kiện để thời đại mặt Pháp kết thúc là khi nhân gian có người chứng được thiên tôn, chúng tôi đến quy khư bất quá cũng chỉ mới hai tháng, trong khoảng thời gian này ở nhân gian không thể nào có được một thiên tôn ra đời, dù sao dạng tuyệt thế thiên tài như Tạ Lưu Vân thì đến sau khi vào quy khư mới chứng được thiên tôn. Người có hy vọng chứng được thiên tôn ở nhân gian nhất chính là ám ảnh du hiệp Bắc Minh Tú của ma đạo tôi, nhưng mà ông ấy sẽ không chứng ngay bây giờ bởi vì chứng được thiên tôn rồi thì thời đại mạt pháp cũng sẽ kết thúc đến lúc đó ma đạo sẽ bị vô số kẻ địch mạnh bao vây không có đủ thực lực phản kháng vì ma đạo tôi không muốn để tạ lưu vân rời đi nếu như hắn rời khỏi quy khư thời đại mạt pháp sẽ lập tức kết thúc đến lúc đó sẽ không đảm bảo được sự an toàn của đệ tử ma đạo còn ở bên ngoài tôi không trả lời tạ lưu vân ngay quay đầu nhìn mộ dung nguyên duệ nói mộ dung tiên tử tiên đạo cũng rời đi cùng nhân đạo sao Mộ Dung Nguyên dễ nghĩ một lúc, nói, nếu như nhân đạo rời đi, tiên đạo chúng tôi đương nhiên sẽ không ở lại Quy Khư. Bảy ngày, bảy ngày sau ta tự mình tiến các người ra khỏi Quy Khư, thế nào? Tôi hỏi, nếu như chúng ta không đợi được đến bảy ngày thì sao? Tạ Lưu Vân hỏi, các người nhất định có thể đợi được. Tại sao, chương 620, quay lại nhân gian hai. Không có mệnh lệnh của ta, Hy Hòa sẽ không để các người rời khỏi Quy Khư. Tạ Lan, làm người không nên vô sỉ như vậy khóe miệng tạ lưu vân khẽ nhướng lên tạ lưu vân ta nhớ mộ dung tiên tử từng nói rằng hai người chúng ta vô sỉ như nhau lúc tôi nói câu này có liếc nhìn mộ dung nguyên duệ một cái khóe môi cô ấy khẽ động đôi mắt trong suốt như hồ nước mơ hồ hiện lên ý cười dù là tạ lưu vân hay mộ dung nguyên duệ thì sau khi ra khỏi quy khư chúng tôi cũng không thể cư xử như hiện tại nữa hiện tại ba người chúng tôi mỗi người đều có tâm sự riêng đi xuống đài phong thiền trạng thái khác lạ trên bầu trời quy khư khiến chúng sinh đều hiểu rõ hiện tại hồng hoang quy khư đã có chủ nhân không phải hiên viên đế cũng không phải bạch đế mà là ma đạo tổ sư tạ lan một kẻ xâm nhập đến từ nhân gian vừa xuống khỏi đài phong thiền thùy họa liền đi về phía tôi khóe miệng mơ hồ mang theo ý cười không phụ kỳ vọng tôi nói hiện tại anh còn dám nói là em cược thua không thùy họa nhướng mày hỏi tôi ừm um, ngài không có thua là tại hạ thua rồi ha ha thùy họa cười lớn Cuộc đối thoại này của tôi với cô ấy, người khác nghe không hiểu. Khi đó bí mật Đàm Cửu Long vẫn chưa bị tiết lộ, Thùy Họa và Liễu Hà sầu bày bố, tính kế để tôi và cô ấy thành thân. Về sau tôi đoán được huyền cơ ở Đàm Cửu Long, trong lòng có khúc mắc, cho rằng người mà Thùy Họa muốn gả không phải tôi, cô ấy đang đánh cửa cái mạng trên người tôi là ma đạo tổ sư. Vì vậy mà đau lòng rất lâu, cho đến rất lâu sau này mới nghe Thùy Họa trực tiếp nói rằng từ đầu đến cuối người cô ấy muốn gả là tôi sau khi giải được bí mật của quy khư sương mù hư không trên đỉnh núi cũng tiêu tán rồi mây mù biến mất hiện ra một bầu trời trong xanh sau khi ý chí của côn rời đi hồng hoang quy khư cũng đã bỏ đi những cấm chế nặng nề hiện tại có thể ngự không phi hành rồi đám người chúng tôi trực tiếp bay xuống núi bất chu tự giác bay về phía doanh trại của đại quân bên mình đệ tử ma đạo sau khi nhìn thấy tôi đều vô cùng hứng khởi tộc mộc có thiên tính tự nhiên khi gia nhập ma đạo thì trong lòng vẫn có vài phần lo lắng lo chiến tranh sẽ hủy diệt tất cả sẽ đem đến tài ương diệt tộc cho họ mà hiện tại tôi trở thành chủ nhân của hồng hoang từ nay tộc mộc sẽ dùng thân phận đệ tử ma đạo mà đứng trên vạn tộc trong lòng họ tràn đầy cảm kích là mọi người đưa ta lên vương tọa hắc thạch không có mọi người và bộ tộc đông di tôi căn bản không có tư cách lên núi bất chu người thật sự nên cảm kích đệ tử tộc mộc bộ tộc đông di tộc tương liếu của ma đạo xin hãy nhận một bái của ta nói xong tôi cúi người hành lễ với đệ tử ma đạo ở quy khư đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng, tất cả mọi người đồng thanh hô lên, âm thanh chấn động trời xanh. Nếu không có những dũng sĩ tộc mộc, xạ thủ của bộ tộc Đông Di, đệ tử tộc tương liễu chết trận, chỉ dựa vào bảy người ma đạo chúng tôi, căn bản không thể giúp tôi lên đến đỉnh của núi Bất Chu. Trong đó người khiến tôi đau lòng nhất chính là Thanh Đế, biển cắt nơi ngài ấy vùi thân đã trở thành một nơi khiến tôi đau lòng. Đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng, họ đều đã làm được, đường còn lại, cứ để ma đạo tổ sư tôi đây dẫn dắt họ đi tiếp. Chiến tranh không kết thúc mà hỗn loạn cũng chẳng ngừng nghỉ, chúng ta vì sao phải chiến đấu. Hộ quốc an bang, trừ gian diệt ác, đạo, pháp, tự nhiên trảm tâm ma. Sau khi gặp mặt đệ tử ma đạo, tôi lập tức triệu tập hội nghị, thương nghị về chuyện quay trở lại nhân gian. Thời gian tôi để hai đạo nhân, tiên lưu lại đây chỉ có 7 ngày, trong 7 ngày này bắt buộc phải đưa hết đệ tử ma đạo ở Sơn Hải Quan vào quy khư. Lần này quay về nhân gian, tôi định tự mình đi. Chiến lực của Thùy Hỏa, Kiêm Hà, A Lê và hai đại sát thần đều đã đột phá cảnh giới thiên tôn, quay về nhân gian rất có thể sẽ kết thúc thời đại mạt Pháp. Tuy rằng Khương Tuyết Dương vẫn chưa chứng được thiên tôn, nhưng mà Quy Khư cần phải xây dựng tổ đình ma đạo, đủ rộng rãi để thu nạp đệ tử hồng hoang, những chuyện này chỉ có Khương Tuyết Dương mới có thể đảm nhận. Còn về Ngạo Phong, tôi không muốn lãng phí thời gian của cậu ấy, linh khí ở Quy Khư vô cùng sung túc, mà cậu ấy cũng đã sắp đến lúc đột phá. Một mình anh quay về có phải quá nguy hiểm rồi không? Thùy Họa hỏi, không đâu, chỉ cần tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ còn ở quy khư thì hai đạo nhân, tiên sẽ không động đến anh. Thời đại mạt Pháp chưa kết thúc, anh nghĩ âm ti cũng sẽ không dám giống chống khua chiêng đến nhân gian, mà đạo chúng ta vẫn còn hai trí cường thiên tôn tồn tại, còn có một cửu thiên phong chủ. Đạo Tổ, cậu có thể đem theo chương tri viễn của nhân đạo và cung chủ giao trì của tiên đạo theo, để hai người họ giải thích vấn đề lợi, hại thì sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái cho cậu. Nếu không chỉ riêng binh lực của hai đạo nhân, trên biển Đông cũng đủ tạo thành phiền phức cho cậu rồi." Khương Tuyết Dương nói, "Ừm, um, vẫn là Khương tướng suy nghĩ chu toàn, vong hồn của đệ tử ma đạo có thể thu vào Long hồn Hạo Kỳ, đệ tử Thanh Khâu Hồ tộc và âm nhân phải làm sao đưa họ đến quy khư?" Tôi hỏi, "Quy khư đã lộ ra khỏi mặt nước, mọi người trực tiếp đi thuyền từ Sơn Hải Quan đến biển Đông, ta tin rằng sau khi Cử Thiên Phong chủ biết được hướng đi của cậu nhất định có thể giúp cậu một ngày đi được vạn dặm trên biển." Sau khi thương nghị xong, tôi từ biệt mọi người sau đó ngự không hướng về cửa thế giới quy khư bay đi. chương 621, Nguy cơ của Ma Đạo 1 Ra khỏi cửa thế giới, ba người chúng tôi đồng thời xuất hiện trên biển cả vô tận. Nhìn về phía sau, cửa thế giới xuất hiện trên biển như một màn nước chảy ngược. Phía sau cửa thế giới là một mảng xương mù hư không minh mông vô tận. Quy khư quá lớn rồi, cho dù là thế giới huyền quan độc lập thì sau khi trồi lên khỏi mặt nước cũng sẽ dẫn phát sự dung chuyển do thời không hỗn loạn, chỗ xương mù hư không này là do năng lượng phóng ra từ sự xung đột của thời không hỗn loạn tạo thành sẽ không ai thấy được quy khư nhưng cánh cửa thế giới này sẽ mãi mãi lưu lại trên biển cả vô tận tâm niệm tôi vừa động nhấc thanh anh hùng chi kiếm trong tay lên khắc lên cánh cửa trước mặt bốn chữ quy khư ma đạo bốn chữ này có thần niệm của tôi bên trên nếu như cánh cửa này bị công kích tôi có thể ngay lập tức cảm nhận được lần nữa quay lại nhân gian trong lòng tôi vô cùng cảm khái từng chuyện xảy ra trong quy khư cứ như một giấc mơ dài trở lại nhân gian rồi phảng phất cứ như là tỉnh lại sau cơn mơ. May mắn là, giữa thiên địa này không hề có dị tượng nào hết, có thể thấy thời đại mạt Pháp vẫn chưa kết thúc. Sau khi quy khư trồi lên khỏi mặt nước, mắt biển đã đóng lại, biển cả vô tận lại khôi phục sự tĩnh lặng vốn có. Hai đại quân của hai đạo nhân, tiên vẫn còn ở đây, vẫn ở trên biển cả vô tận chỉ là lùi về sau hơn 10 dặm. Phía nam là con cự hình long quy của tiên đạo, phía bắc là con lam dược cự kinh, mỗi bên đều có gần 20 vạn binh lực thấy ba người chúng tôi hiện thân, mỗi bên tự động bay đến khoảng 10 chiến tướng đỉnh phong. Tạ Lan, hy vọng ngươi thực hiện lời hứa, ta không muốn để Nguyên Duệ ở bên trong quy khư chịu một chút tổn thương nào. Cung chủ giao chỉ nhìn tôi nói, cung chủ yên tâm, không ra khỏi quy khư thì mộ dung tiên tử chính là khách của ma đạo ta. Nghe tôi nói xong, cung chủ giao chỉ nhìn tôi thật lâu, dẫn theo chiến tướng của tiên đạo bay lên long quy của tiên đạo. Cung chủ giao chỉ đi rồi, nhưng Trương trì Viễn vẫn chưa đi. Trương Đạo Hữu có gì muốn nói sao? Tôi hỏi, thật ra trước khi vào quy khư, Lưu Vân Sư Đệ từng bói một quẻ cho nhân gian. Hành trình ở quy khư, cái Sư Đệ ta bói chính là liệu âm ti có thừa cơ xuất binh đến nhân gian hay không? Trương Chi Viễn nói, thời đại mạt Pháp vẫn chưa kết thúc, âm ti cũng dám ngang nhiên nhập thế sao? Âm ti binh đông tướng mạnh, cho dù thiên tôn không xuất hiện, ngũ đại phán quan cũng không phải dễ đối phó. Vậy kết quả mà tạ Lưu Vân bói ra là gì? Tôi hỏi, Âm Ty sẽ xuất binh, nếu như hắn đã tính ra Âm Ty sẽ xuất binh thì tại sao lại đem hết tinh anh của nhân đạo đến đây? Âm Ty sẽ xuất binh nhưng kẻ ứng kiếp lại là ma đạo các ngươi. Cái gì? Tôi kinh ngạc hô lên, đệ tử ma đạo ở quan ngoại có lẽ đã không còn rồi, sở dĩ ta nói chuyện này cho ngươi là vì không muốn ngươi rơi vào tay Âm Ty tì trong tình trạng không hay biết gì. Trương Chi Viễn nói, đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Tôi cong người thật sâu cảm tạ Trương Chi Viễn, sau đó ngay lập tức bay về phía Sơn Hải Quan. Mười ngày trước, ngũ đại phán quan tự mình dẫn binh, chỉ huy mười đại âm sư, ba mươi sáu quỷ tướng, ba mươi vạn âm binh trùng trùng điệp điệp mở đường đến nhân gian. Ngũ đại phán quan liên thủ tác chiến, chiến lực tương đương với thiên tôn. Nguyên nhân có thể đem nhiều binh lực của âm ti xuất thế như vậy là vì kiếp nạn huyết hải phù đồ ở âm ti đã kết thúc, trừ thần ở âm ti quy vị, chiến lực tất cả đều tăng lên. Bắc âm đại đế đương nhiệm, châu khất trung ương quỷ đế chiến lực đều tăng lên đến cấp bậc đạo tổ còn tứ phương quỷ đế và cả ba giám sát sử chiến lược đồng thời tăng lên đến cảnh giới trí cường thiên tôn. Huyết hải phù đồ đối với âm thi mà nói là hạo kiếp nhưng cũng là cơ duyên. Mà kết quả lần này rõ ràng chính là cơ duyên, không biết bao nhiêu thần minh nửa bước thiên tôn ở trong trận hạo kiếp này tìm thấy cơ duyên chứng thiên tôn, mà người rơi xuống lại chẳng bao nhiêu. Còn những thiên tôn đã tham gia vào thì lại có thu hoạch càng lớn hơn. Không chỉ châu khất có được chiến lược đạo tổ, địa tạng vương thiên tôn cũng có thể hóa thân vì đạo bất cứ lúc nào, chỉ kém một bước là đi vào vũ trụ hư không tìm kiếm đạo rồi quay ra có thể vững vàng ngồi vững ngôi đạo tổ. Chiến lực của ngài ấy, thật ra từ trước đến nay đều cao hơn một bậc so với châu khất. So với sự thăng cấp mạnh mẽ của âm ti, chư thần hoàng hôn của thiên đình rõ ràng đã bỏ qua cơ duyên lớn trong hạo kiếp. Người của hai đạo nhân tiên tham gia vào, thu hoạch rất ít, trừ phong thần phong thập bát ở trong đó ngưng tụ ra thần cách của thái cổ phong ma ra thì chúng thần còn lại hầu như rất ít người có được cơ duyên lớn. chương 622, nguy cơ của ma đạo 2. Đây là một tín hiệu rất rõ ràng, thiên đạo đang âm thầm tăng thực lực cho âm ti, chèn ép đạo môn. Bước ép đạo môn phải tranh giành trên bàn cờ này, bởi vì nếu như không thể thống nhất đạo môn, vậy thì bất cứ đạo nào cũng không phải là đối thủ của âm ti trong tương lai. Ngặt nỗi thời đại mạt Pháp vẫn chưa kết thúc nên lần này âm ti ra tay với ma đạo không thể đưa ra chiến lược cấp thiên tôn. Trên danh nghĩa là để báo thù cho vương chân nhân, báo thù cho 10 vạn âm binh bị tận diệt trên núi Thái Âm, mà nguyên nhân thật sự là để kết thúc thời đại mạt Pháp. Tinh anh của tam đạo toàn bộ đều ở trong quy khư, nếu như có thể kết thúc thời đại mạt Pháp trước khi họ ra vậy thì âm ty có thể đi trước một bước tính kế mưu đồ toàn bộ nhân gian. Tranh đấu giữa đạo môn là do sự khác biệt về giáo lý, mà âm ty lại là kẻ địch của cả đạo môn, muốn đem tất cả linh hồn đều nhập vào lục đạo luân hồi. Điều kiện để thời đại mạt Pháp kết thúc là khi nhân gian có người chứng được thiên tôn, mà người có đủ khả năng ở nhân gian chứng được thiên tôn nhất chính là ám ảnh du hiệp Bắc Minh Tú của ma đạo. Tuy đã nhìn thấu tâm cơ của âm ti nhưng hai đạo nhân, tiên lại không có biện pháp ngăn cản. Bởi vì tất cả tinh anh của đạo môn đều đã đến biển cả vô tận tranh đoạt cơ duyên bên trong quy khư, nếu như thời đại mạt pháp không kết thúc, thiên tôn chúng thần lại không thể ra tay. Vậy nên, ma đạo đã định sẵn phải trở thành kẻ hứng chịu kiếp nạn lần này. Quan trọng nhất là trong lòng hai đạo nhân, tiên căn bản không để âm ti vào mắt. Trận chiến phong thần 3.000 năm trước, không có một đạo nào trong ba đạo lép vế trước âm ti. Cho nên dù cho thời đại mặt pháp kết thúc sớm, chỗ tốt mà âm ty có thể cướp được từ nhân gian cũng có hạt vậy nên họ rất vui lòng nhìn âm ty phá hủy căn cơ mà ma đạo vất vả lắm mới tụ tập được. Mệnh bàn sát phá lang chưa bị phá thì ma đạo vẫn luôn là tai họa ngầm trong mắt họ. Biết được ma đạo vẫn còn hai trí cường thiên tôn tồn tại, còn có một vị cửu thiên phong chủ, âm ty ti trực tiếp phái ra tam đại giám sát xử và hai quỷ đế, ghim chặt họ. Trận chiến này, âm ty hầu như đã tính toán không sót thứ gì, cũng là lần đầu tiên Châu Khất bày ra thủ đoạn mạnh mẽ quyết tuyệt như vậy sau khi ngồi lên vị trí Bắc Âm Đại Đế. Sau khi đã phát giác được hướng đi của Âm Ti, điều đầu tiên đệ tử Ma Đạo làm là từ bỏ Sơn Hải Quan, tập hợp tất cả binh lực bảo vệ núi Tiểu Bạch. Nhưng mà cuối cùng binh lực cách biệt quá nhiều, sau trận chiến Âm Sơn, Ma Đạo đã bị tổn thất hơn 9 phần 10, tuy rằng sau đó đã trải qua một năm nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng bởi vì cái chết của Tuyết Dương đã ảnh hưởng đến sĩ khí của ma đạo, dẫn đến chúng tôi hầu như uể oải chán đời cả một năm. Ngoại trừ việc thu nhập không ít đệ tử vong hồn trong thiên hạ ra thì đệ tử âm nhân, tán tu ở nhân gian có rất ít người nghe danh mà đến. Khi âm binh tiến đánh núi Tiểu Bạch, binh lực mà ma đạo có thể dùng chỉ có 5 vạn người, trong đó có 4 vạn là đệ tử vong hồn. Chiến tướng dẫn binh là Bắc Minh Tú, một chiến tướng truyền kỳ, không chứng thiên tôn nhưng lại có được chiến lực của thiên tôn. Sau đó chính là Hách Liên Phong Hậu, Lưu Phong Sương, Lưu Phong Vũ và các cường giả nửa bước thiên tôn khác. Bạch Hà Sầu sau trận chiến ở Âm Sơn cũng đã có dấu hiệu cản kiệt thọ nguyên, chỉ còn có thể bày binh bố trận, không thể tự ra trận giết địch nữa. Dùng 5 vạn người đối đầu với 30 vạn đại quân của âm ty căn bản không có một tia hy vọng thắng lợi nào, về phương diện đỉnh phong chiến lực, âm ty cũng đã chiếm ưu thế áp đảo. Ma đạo chỉ có một tấm vương bài, chính là ám ảnh du hiệp Bắc Minh Tú. Quỷ kiếm của ông, lại thêm thuật thân ngoại hóa thân mà người chết lĩnh ngộ ra, có thể phát ra chiến lực của hai thiên tôn, mà một khi ông chịu để quỷ đạo viên mãn, thăng cấp lên thiên tôn thì chiến lực có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới trí cường thiên tôn. Như vậy thì ma đạo mới có được một đường sống, cũng chỉ là một đường sống mà thôi. Hai vị thiên tôn và cửu thiên phong chủ của ma đạo, trước khi âm ti xuất binh đánh ma đạo thì đã bị ba giám sát xử và hai quỷ đế của âm ti vây khốn, ngăn chặn. Cái họ bảo vệ là sát phá lang tam tinh, sẽ không vì mấy vạn đệ tử ma đạo mà tự hủy huyền quan hy sinh, Lưu Phong Thiên Tôn khi đó thiêu đốt thần hồn hóa thành sao băng là vì bảo vệ tướng phá quân. Điểm này bác Minh Tú biết rõ, Hách Liên Phong Hậu cũng biết. Thậm chí tất cả đệ tử ma đạo đều biết, trận chiến này là kiếp nạn họ tránh không khỏi. Nhưng mà, từ đầu đến cuối không một ai muốn rời đi, bao gồm cả những người gia nhập ma đạo chưa lâu, đến cả những vong hồn còn chưa ngưng tụ ra được âm thân. Bác Minh Tú thu tất cả bốn vạn vong hồn vào bên trong long hồn hạo kỳ, sau đó hạ lệnh thanh khâu hồ tộc và âm nhân đệ tử, một người cũng không được xuất chiến. Một đám chiến tướng của ma đạo phản đối, nhưng đã bị Bạch Hà Sầu và Hách Liên Phong hậu liên thủ ngăn chặn lại. Bạch Hà Sầu nói, Bắc Minh Tú chiến đấu là vì ma đạo, mà các người sống là vì ma đạo, các người là căn cơ cuối cùng của ma đạo ở nhân gian. 30 vạn đại quân của âm ti đến dưới núi, Bắc Minh Tú đeo trên lưng tứ diện long hồn hạo kỳ, đơn độc ứng chiến. Trận chiến này, Bắc Minh Tú bộc phát ra áo nghĩa mạnh nhất của quỷ kiếm, kiếm khí tung hoành, một kiếm ngăn 10 vạn đại quân một lần giết đến quân lính âm ti tán loạn, nhưng mà đến cuối ngày ấy cũng chỉ có một người, tứ diện long hồn hạo kỳ, một mặt cũng không dùng đến. Sau khi dùng liên tiếp thân ngoại hóa thân, tinh lực của bắc Minh Tú gần như cạn kiệt, lúc này ông đã phải đứng trước lựa chọn nên chứng thiên tôn hay không. Chứng thiên tôn, hay là không chứng thiên tôn, nếu như chứng thiên tôn, ông có tự tin có thể đánh tan lần công kích này của âm ti, nhưng mà thời đại mạt Pháp cũng sẽ vì ông mà kết thúc. Mà nếu như không chứng thiên tôn, không chỉ ông phải chết mà tất cả đệ tử ma đạo bên trong núi Tiểu Bạch cũng sẽ chết. Chương 623, đạo tổ trở về một. Khi bắt đầu, Âm Ty không dùng hết toàn bộ sức lực để truy sát Bắc Minh Tú, chỉ muốn rút cạn thần niệm của ông ấy mà thôi. Bắc Minh Tú đã tu hành 3.000 năm tại Âm Sơn, quỷ khí ngút trời, đơn thân độc mã chiến đấu 7 ngày 7 đêm mới lộ ra bộ dạng bại trận đó. Mà ngay lúc này, Âm Ty đã hao tổn hơn 10 vạn âm binh cùng với hàng trăm chiến tướng ngay cả thập đại âm soái cũng bị Bắc Minh Tú lấy mạng hết hai người. Cho đến ngày thứ bảy, âm ti mới thành công ép Bắc Minh Tú vào bước đường cùng. Ông quay đầu lại nhìn ngôi miếu lớn lần cuối, thanh khâu hồ tộc và đệ tử âm nhân đều nhìn về phía ông bằng đôi mắt đỏ ngầu. Bắc Minh Tú đã biết trận chiến này, rốt cuộc ông cũng không thể bảo vệ được các đệ tử ma đạo này, trừ khi ông chứng được thiên tôn. Nhưng mà ma đạo tổ sư cùng với phá quân chi tướng đều đã đi đến quy khư, ông không muốn khiến cho thời đại mạt Pháp vì ông mà kết thúc. Bắc Minh Tú dối lắm, nhưng Bạch Hà Sầu và Hách Liên Phong Hầu không để cho ông lúng túng quá lâu. Miếu lớn khai động, Bạch Hà Sầu cùng với Hách Liên Phong Hầu dẫn theo một vạn đệ tử ma đạo sông thẳng xuống Tiểu Bạch Sơn. Mỗi người đều mang ý chí chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng, ai nấy đều mang theo lòng quyết tâm bất khuất. Bắc Minh Tú lạnh lùng truyền phát quân lệnh, mọi người quay về đi. Không còn ai nghe lời ông ấy nữa, cho đến khi đội hình hoàn tất, Bạch Hà Sầu mới đáp lời ông, không còn quay về được nữa đâu. Chỉ vòn vẹn bốn chữ, không nói thêm được câu nào. Tình cảnh này, giống hệt như vực Nam Hải Anh liệt năm xưa, các đệ tử ma đạo đang chuẩn bị hô lên tám chữ đó lần nữa. Nhìn thấy đệ tử ma đạo xông ra từ miếu lớn giã tiên, ngũ đại phán quan lập tức hiểu rằng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Sau đó, Bắc Minh Tú không người thả bốn vạn đệ tử vong hồn đang trú ngụ trong long hồn hạo kỳ, ý chí chiến đấu của đệ tử ma đạo trỗi dậy ngút ngàn. Mà bản thân Bắc Minh Tú cũng bắt đầu hấp thụ một số ý chí của đệ tử vong hồn, chiến lực của ông cũng đã hồi phục được vài phần. Ngũ đại phán quan biết được sự lựa chọn của ông ấy, lựa chọn này giống hệt với tình cảnh các đệ tử ma đạo cắt cổ tự sát vì phá quân tại vực Nam Hải Anh liệt năm xưa. Âm ty có ghi lục lại sự kiện năm đó, bao gồm cả việc phá quân hộ Pháp Thiên Tôn làm sao dùng máu rửa sạch long tộc Nam Hải. Giờ đây, mà đạo sát phá lang tam tinh đều không có mặt, chiến tướng tiên phong ngoại trừ Bắc Minh Tú, toàn bộ đều đã đi đến quy khư. Nếu như họ trở về, ai đến bình loạn sự phẫn nộ trong chuyện này? ngũ đại phán quan bắt đầu do dự không chỉ đơn giản lo lắng về sự trả thù của tử thần còn lo lắng cho chiến cục trước mắt đệ tử ma đạo thề chết để chiến đấu tới cùng vậy thì âm ty lại phải tổn thất bao nhiêu binh lực nữa đây dự tính ban đầu của họ không phải muốn truy cùng giết tận đệ tử ma đạo mà họ muốn ép cho bắc minh tú chứng được thiên tôn nhưng nào ngờ bắc minh tú thể chết cũng không muốn kết thúc thời đại mặt pháp âm ty không còn cách nào nhưng lúc này họ cũng không còn sự lựa chọn nào khác chỉ đành căng ra đầu quyết chiến sinh tử cùng ma đạo mà thôi. Trận chiến này lại kéo dài mấy ngày, mặc dù ma đạo rơi vào thế bất lợi về tổng thể, binh lực thật sự chênh nhau quá lớn. Nhưng vẫn có thể đánh ra được khí thế của ma đạo, khiến cho âm ti nhận ra cái gì gọi là vạn thế thiên hồng. Sự dũng mãnh của đệ tử ma đạo khiến cho ngũ đại phán quan hối hận không thôi, sớm biết có kết quả như thế này thì ban đầu không nên thủ hạ lưu tình với Bắc Minh Tú, phải trực tiếp ra lệnh cho đại quân truy sát đến cùng cả hắn và đệ tử ma đạo mới đúng. Bây giờ thì tốt rồi, 30 vạn âm binh đã tổn thất hơn một nửa mới có thể đánh cho bên ma đạo hấp hối. Chiến đấu cho đến bước đường cùng, 4 vạn đệ tử vong hồn của ma đạo chỉ còn lại 5.000, thanh khâu hồ tộc chỉ còn lại mười mấy người, đệ tử âm nhân không đến 100 người. Bạch Hà Sầu thiêu đốt thần hồn để phò trợ cho Bắc Minh Tú chiến đấu cùng ngũ đại phán quan của âm ti, Hách Liên Phong Hầu và Lưu Phong Vũ, Lưu Phong Sương cùng với các chiến tướng cấp cao suốt trận đấu cùng với âm soái quỷ tướng của âm ti, đến cả sư mẫu của tôi Phụng Lăng Nguyệt cũng tham gia vào trận chiến giết địch. Sau khi tôi biết tin âm ti xuất binh ứng kiếp với ma đạo từ Trương Chi Viễn, liền ngự không bay thẳng về quan ngoại. Khi vừa về đến Sơn Hải Quan, trong huyền quan của cờ chiêu hồn đột nhiên phát ra một âm thanh vang vọng từ phía xa, ma đạo thiên tôn thứ sáu, tả phù tham quân, bạch hà sầu chiến tử. mươi 624, đạo tổ trở về 2 âm thanh này khiến cho tim tôi chấn động một phen khí huyết chạy quanh khắp cơ thể xém chút nữa ngã nhào trong không trung bạch hà sầu chết rồi tuy rằng sau khi kết thúc trận chiến tại âm sơn bạch hà sầu đã lộ ra dấu hiệu thọ nguyên khô cạt nhưng khi thật sự nhận được tin báo tử của ông trong lòng tôi không thể nào chấp nhận được không có bạch hà sầu tôi và thùy hỏa sẽ không thể gặp nhau cũng không thể có cơ duyên sau này của tôi ông là người dẫn đường cho tôi là người đã giúp tôi khai sáng túc mệnh thật sự của tôi kia mà Tôi nhớ lại chiếc thuyền nát của ông, nhớ lại mọi thứ đã cùng ông trải qua trước đó. Không thể nào gánh chịu nỗi đau này, cho nên tôi phải nhanh chân tiếp tục đi đến Tiểu Bạch Sơn. Hiện tại vẫn không phải lúc đau buồn khóc lóc, trận đấu vẫn chưa kết thúc, tôi phải nhanh chóng đến kịp với trận chiến. Từ Sơn Hải Quan đến Tiểu Bạch Sơn chỉ hơn ngàn dặm, mà ngay lúc này đây, huyền quan trong cờ chiêu hồn lại tiếp tục vang vọng liên hồi. Không biết đã có bao nhiêu đệ tử ma đạo sau khi tử trận, anh linh của họ quay về với cờ chiêu hồn lòng tôi càng lúc càng đau thắt, đồng thời sự phẫn nộ cũng bắt đầu lan rộng trong dòng máu của mình. Ma đạo, Phụng Lăng Nguyệt chiến tử, Thanh Khâu Hồ Tộc, Lưu Phong Vũ chiến tử, Ma đạo, Hách Liên Phong Hầu chiến tử, lời báo tử cuối cùng vừa truyền ra, cũng là lúc tôi đã đứng trên không tại chiến trường. Nơi đây đã trở thành một mớ hỗn độn, vô số âm binh quỷ tướng chi chít đang vây quanh lấy vài nghìn đệ tử ma đạo dồn họ vào trung tâm. Sau khi Bạch Hà sầu tử trận, chiến lực của Bắc Minh Tú cũng đã đến đỉnh điểm rồi, thần hồn đã bắt đầu thiêu đốt, khí đen tỏa ra, toàn thân không biết đã thương nặng đến mức nào. Ông ấy vẫn còn đứng đó không gục ngã, kiếm còn thì người vẫn còn. Giây phút tôi xuất hiện, cũng là lúc bắc Minh Tú chuẩn bị hô to để tự hủy huyền quan. Dường như âm ti phát giác được sự quyết tuyệt của ông, nên đã gấp rút tránh xa phạm vi gần nhất cạnh ông ấy. Quỷ thần minh minh, tự 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 lượng, tôi đứng trong không trung hô lên câu nói này, tiếp theo đó là anh hùng chi kiếm đã cắm thẳng xuống trước mặt bắc Minh Tú, tôi cùng theo đó mà dần đáp chân xuống đất âm ty không thể ngờ đến tôi sẽ trở về ngay lúc này đến cả đệ tử ma đạo cũng không thần niệm của bắc minh tú đã đến thực hạn nhìn thấy sự xuất hiện của tôi ý niệm chết chóc trong mắt ông vẫn không tiêu tán đến khi ông ấy phát giác ra chỉ mỗi mình tôi đơn thân độc kiếm trở về mới mở miệng hỏi đến đạo tổ chỉ mỗi mình người quay về sao tôi cố nén đi những giọt nước mắt ấm nóng sắp lăn dài vẫn mong đạo tổ nhanh chóng rời khỏi nơi này vô cùng nguy hiểm Bắc Minh Tú lớn tiếng hô lên, không cần đâu, ta đến rồi, mọi người sẽ được an toàn thôi. Nói rồi tôi rút anh hùng chi kiếm lên, đi về phía đại quân âm ti. Tuy binh lực của âm ti hùng mạnh, nhưng tôi đã không còn là tạ lan trước khi vào quy khư nữa. Ma kiếm ngự long quyết, sáu con rồng xuất hiện cùng một lúc sẽ có chiến lực của thiên tôn, mà ma kiếm trong tôi đã đề cao đến cảnh giới thiên tôn mạnh nhất. Ma kiếm thao thao, kiếm khí một khi đã bộc phát sẽ không thể thu lại được. Bác Minh Tú có thể sử dụng quỷ kiếm để dựng nên chiến tích, tôi dùng ma kiếm cũng có thể làm được, thậm chí còn có thể huy hoàng hơn cả ông ấy. Sự xuất hiện của tôi sẽ khiến cho trời đất xảy ra dị tượng, trên đỉnh Tiểu Bạch Sơn đã bộc phát trận chiến giữa các thiên tôn. Thiên tôn của ma đạo tại thế có thể nén nhịn bi thương và phẫn nộ để nhìn các đệ tử ma đạo diệt vong, nhưng họ sẽ không để tôi đối mặt với sự chết chóc. Không tước Minh Vương, Tiếu Ca Thiên Tôn đã bắt đầu chiến đấu đến cùng với ba đại giám sát của âm ti tại đỉnh Tiểu Bạch Sơn, còn một nơi khác chính là thiên cửu phong chủ phong thập bát đồng thời đã khai chiến với hai quỷ đế lớn nhất trong âm ti. Tam giới, nơi cực hàn tại cửu U, bên ngoài U Minh Thần Điện. Cửu U nữ đế đang ngửa mặt nhìn lên nhân gian, mạnh bà thiên tôn cũng đứng ngay bên cạnh. Hắn đã trở về từ quy khư rồi, cửu U nữ đế lầm bầm nói. Ai à, mạnh bà thiên tôn hỏi lại, ma đạo tổ sư, tạ lan, chỉ mỗi mình hắn thôi sao, chỉ mình hắn, cửu U nữ đế đáp. Nếu chỉ mỗi mình hắn trở về, vậy thì lần xuất binh này của châu khất không hẳn là sai mạnh bà thiên tôn tiếp lời ban đầu khi âm ti xuất binh châu khất đến hỏi thì có mặt nữ đế nữ đế không muốn hỏi gì thêm về chiến sự của âm ti cứ mặc cho ông toàn quyền quyết định sau khi châu khất rời đi cửu u nữ đế bắt đầu suy diễn về trận chiến giữa âm ti và ma đạo tại tiểu bạch sơn kết quả cuối cùng chính là tuy âm ti thắng trận nhưng lại không có chiến công bởi vì thời đại mạt pháp sẽ không vì bắc minh tú mà chấm dứt ta phải đến nhân gian một chuyến Cửu U Nữ Đế trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng, nhân quả kiếp trước giữa Nữ Đế Bệ Hạ và Ma Đạo Tổ Sư đã không còn, không lẽ lần này người lại muốn bảo vệ cho Tạ Lan nữa sao? Người đã từng nói, sự hùng mạnh của Ma Đạo rất phù hợp cho lợi ích của âm ti, nhưng hiện tại mệnh bản sát phá lang đã bị phá, mất đi tư cách tiên phong, nếu như người lại lần nữa ra tay bảo vệ cho Tạ Lan, e rằng rất khó để tránh sự dị nghị của chư thần tại âm ti. Người sai rồi, ta đến nhân gian lần này không phải vì Tạ Lan đâu. Vậy thì chấm hỏi quỷ đế phương bắc trương hoành quỷ đế phương nam đỗ tử nhân sẽ gặp họa diệt thân thiên đạo đã có dự tính cho bàn cờ cuối cùng đến lúc tam đạo hợp nhất khí số của nhân gian bộc phát trước khi những thứ này ập đến thì âm ty không thể chấp nhận được sự mất đi của bất kỳ quỷ đế nào nữ đế bệ hạ tu vi của tạ lan chẳng qua chỉ là tiên phong nửa bước thiên tôn không lẽ sự tham chiến của hắn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sống chết của quỷ đế sao ta cũng không rõ tường tận ra sao hoặc có lẽ trong quy khư hắn đã có cơ duyên khác còn không thì chính là mệnh bản sát phá lang đã được trùng phùng. Nói rồi, cửu u nữ đế dùng phép thần thông vô thượng trực tiếp khai thông lối đi từ cửu u cực hàn đến tiểu bạch sơn, thẳng tiến đến nhân gian. chương 625, Sự phẫn nộ của đạo tổ một Tay tôi giữ lấy anh hùng chi kiếm đối mặt với ngũ đại phán quan. Thôi ngọc sắc mặt lạnh lùng, trung quỳ hung hãn dữ tợn tuần dương phán quan âm u bất định, ngụy trinh mang theo vài phần thương xót, lục chi đạo ngang nhiên kiêu ngạo. Thật ra, các người không nên tụ tập xuất hiện tại nơi này. Tôi lãnh đạm mở miệng nói, chẳng phải chúng ta đã đến rồi sao? Thôi Ngọc Lạnh lùng đáp trả, phán quan là văn chức, cùng với thập diện diêm quân như nhau, gánh vác trọng trách lục đạo luân hồi. Châu Khất không nên để các người đến nơi này, mà các người càng không nên ra tay động vào đệ tử ma đạo của ta tại nhân gian. Đạo Tàng có câu, chức vụ của các phán quan đều thuộc phong đô phán quan ti, phụ trách thẩm phán các linh hồn đi đến âm phủ tứ đại phán quan trong diện diêm la vương gồm có thưởng phạt ti tội ác ti âm luật ti sát cha ti mà bốn vị phán quan chữ danh nhất chính là ngụy trinh trung quỳ lục tri đạo và thôi ngọc tương đương với bốn ti ngục lớn một cuốn sổ sinh tử một cây bút luân hồi chú sinh tử tiêu nhân quả chỉnh ác dương thiện giám sát quản thúc phong hồn chuyển sinh mới là chức vụ của họ dẫn binh đánh trận là chuyện của ngũ phương quỷ đế và lục đạo giám sát sử trước giờ đạo môn cũng không hề xem bọn họ là kẻ địch thật sự chỉ mỗi ngũ phương quỷ đế và hệ thống quân sự trực diện trong thành phong đô mới là kẻ địch của đạo môn. Sau khi kết thúc lần hạo kiếp huyết hải phù đô, Bắc âm đại đế châu khất đã có một hệ thống quân sự hoàn toàn mới do bản thân ông trực tiếp cai quản, có hơn 10 vị thiên tôn được tuyển chọn vào. Không chỉ như thế, binh lực của âm binh quỷ tướng do ngũ phương quỷ đế vận hành cũng đã hình thành toàn bộ, sự hùng mạnh này đã vượt xa so với trận chiến phong thần 3.000 năm trước. Nhưng lần tiến công tại Tiểu Bạch Sơn này, châu khất không hề cho chiến lực đích hệ của ông xuất trận bọn họ vẫn xài chiêu cũ dùng âm soái quỷ tướng chiêu mộ hơn 30 vạn âm binh mới toanh để nghinh chiến. Thời đại mạt Pháp vẫn chưa kết thúc, âm ty không tìm được vị tướng có thể thống lĩnh binh lực, cho nên đã trực tiếp cho ra mặt luôn ngũ đại phán quan. Châu Khất làm như vậy, thứ nhất là vì binh lực của ma đạo trên tiểu Bạch Sơn không đáng lo ngại, cho nên chỉ cần đủ binh mã thì sẽ có thể thắng lợi. Thứ hai, ông ta không muốn tiết lộ thực lực của bản thân quá sớm. Còn một điểm Châu Khất đã tính toán rất tinh danh. Ngũ đại phán quan ngoại trừ tuần dương phán quan ra thì bốn vị phán quan và thập điện diêm quân cũng không thể chết được. Nếu như một trong số họ chết sẽ dẫn đến sự hỗn loạn trong lục đạo luân hồi khiến cho nhân quả vướng mình, mà bọn họ tự ý rời khỏi chức vị để tham chiến cũng sẽ tự kéo nhân quả cho bản thân. Cho nên tôi mới nói bọn họ không nên đến đây, càng không nên ra tay với đệ tử ma đạo của tôi. Tiêu diệt ma đạo là chuyện được lệnh của trời, thiên đạo sẽ không can thiệp. Trung quỳ lên tiếng, ừm, um, người nói đúng đấy bất luận là người nào ra tay với ma đạo thì thiên đạo cũng sẽ không giáng tội. Cho nên, các người mới không kiêng rè mà làm tới như thế. Nếu như các người đã đến rồi, vậy thì đều ở lại hết đi. Tạ Lan, khẩu khí của ngươi cũng lớn lắm đó. Tham lang đã chết, phá quân không có mặt, thiên tôn ma đạo và cửu thiên phong chủ mạnh ai nấy phòng thủ, ta lại muốn xem thử hôm nay ai sẽ giữ mạng cho ngươi không chết. Sát cha ti phán quan lục chi đạo tiếp lời, ngươi sẽ nhìn thấy thôi, chiến đi, dứt lời, tôi không nói gì thêm, bắt đầu sử dụng ma kiếm để thích phóng kiếm khí lưu hình. Ma kiếm uyển chuyển phiêu diêu, kiếm khí lưu hình bao phủ khắp nơi trong tích tắc, khi cảm nhận được sự giết chóc dân trào dữ dội, ngũ đại phán quan vội vàng chỉ huy âm binh quỷ tướng cấp tốc tấn công về phía tôi. Thập đại âm soái bây giờ chỉ còn lại 6, 36 quỷ tướng cũng chỉ còn lại 17, hiện giờ, đám người đó đang hợp sức lao vào tôi. Quỷ khí miên man, u minh chi khí tựa như một chiến binh sắc nhọn không có gì địch lại được, ý niệm chết chóc như một cơn sóng cuồn cuộn, các chiến tướng trong âm ty đều có chiến lực của tiên phong nửa bước thiên tôn. Ngoại trừ họ, còn có sát khí của hơn 10 vạn âm binh được dựng nên từ quân uy. Nếu như là tôi trước khi vào quy khư, chắc chắn không đủ sức để phản kháng, chỉ cần sát khí của quân uy thôi cũng đủ áp chế tôi không có cách nào đáp trả được rồi. Nhưng hiện tại, nhờ ơn của Long Diên Thảo mà mộ dung nguyên duệ ban cho tôi trong quy khư, đã kết tụ ra đạo thể thiên tôn, không còn phải chịu sự áp bức của sát khí quân uy nữa. Không chỉ có thực thể hùng mạnh, thần niệm của tôi tại trận chiến sát phạt trong quy khư càng trở nên mạnh mẽ hơn, nếu không thì tôi cũng không có đủ tư cách nói chuyện với côn trên đỉnh núi Bất Chu. Chỉ là từ khi tôi xuất hiện đến hiện tại vẫn luôn ẩn giấu, không để uy áp của thần niệm giải phóng. Đợi đến khoảnh khắc ngay khi âm soái dẫn dắt âm binh quỷ tướng tấn công về phía tôi, kiếm khí lưu hình trước mặt tôi bộc phát trong nháy mắt. Chương 626, sự phẫn nộ của đạo tổ 2 tôi không đủ thời gian để tạo nên kiếm hải nhưng những đạo kiếm khí này cũng đủ để lưu lại giáo huấn mà đời này họ khó có thể quên được những binh lực này của âm ty còn xa mới bằng được dũng sĩ hồng hoang dưới chướng hiên viên đế kiếm khí lưu hình đột nhiên bạo phát thể hiện rõ ràng uy lực hủy diệt điên cuồng giết chóc của ma kiếm chỉ trong phút chốc đến hàng ngàn âm binh bị kiếm khí lưu hình tận diệt tan thành hư không âm soái còn có thể tránh được một kiếm nhưng mà những quỷ tướng đứng hơi gần phía trước liền bị kiếm khí đâm thành tổ ong thân tử đạo tiêu đây vẫn chưa phải là kết thúc, tiếp đó tôi thi triển ra ma kiếm ngự long quyết, sáu con kiếm khí cự long hóa hình ra dài phải hơn 200 trượng xuất hiện, sau khi cảm nhận được sự phẫn nộ và sát tâm của tôi liền điên cuồng nhào vào đại quân hơn 10 vạn người của âm ti bắt đầu mở ra hình thức đồ sát. Sau đó, bản thân tôi cầm anh hùng chi kiếm dùng tư thái dễ như ăn cháo mà không ngừng chém giết. Trong lúc điên cuồng giết chóc tôi cũng đã phân ra một phần thần niệm giám sát chặt chẽ ngũ đại phán quan. Họ không nên đến, đã đến rồi thì đừng mong toàn thây rời đi kiếm khí tung hoành, kiếm quang bao phủ cả núi tiểu bạch. Ma tâm, thất sát chi đạo, ma kiếm áo nghĩa, kiếm khi cự long, thiên tôn đạo thể. Giết đến mức khiến đại quân của âm ty quỷ khóc thần sầu, thiên địa thâm trầm, nhật nguyệt mất đi ánh sáng. Sau khi âm binh chết đi, hồn năng biến thành khí đen, che lấp hết cả một mảng trời. Khoảng thời gian ngắn ngủi đôi chốc, năm vạn đại quân của âm ty đã biến mất tại nhân gian. Dạ du âm xoái đền tội, vô thường âm xoái đền tội, nhật du âm xoái đền tội, Âm xoái quỷ tướng chết như mưa. Bên trên anh hùng chi kiếm có ký hiệu ba màu, không chỉ đại diện cho ba loại áo nghĩa của kiếm đạo mà đồng thời còn đại diện cho việc thanh kiếm này có thể giết cả thần minh trong tam thế. Sát thần, sát quỷ, sát ma, đây là thanh kiếm của Thiên đạo, cho dù có bị gãy mất một nửa thì uy năng bên trong vẫn có thể trấn áp chúng sinh. Tốc độ thân pháp của tôi rất nhanh, kiếm chiêu mà tôi dùng anh hùng chi kiếm diễn hóa ra không hề chậm hơn tốc độ phóng thích kiếm khí lưu hình mà ngược lại còn nhanh hơn khi thì cuồng phong bão vũ khi thì lôi điện nhất kích khi thì bách xuyên quy hải khi thì kinh đào cự lãng thể hiện nghệ thuật giết chóc của ma kiếm một cách hoàn mỹ giết chóc là nguồn gốc của tội lỗi khi đánh trận chiến này thì tội nhiệt của tôi đã không cách nào được tha thứ nữa đạo tàng đời sau đã để lại lời bình rằng trận chiến ở núi tiểu bạch là trận chiến đầu tiên mà ma đạo tổ sư tạ lan giải phóng ra sát cơ sau trận chiến này tam giới mới biết rằng người đáng sợ nhất của ma đạo không phải phá quân chi tướng Lâm Thùy Họa mà là ma đạo tổ sư Tạ Lan. Không kẻ nào của âm ty có thể ngăn cản thân hình tôi, ngũ đại phán quan cũng không thể giữ bình tĩnh nữa. Đến lúc chúng ta nên động thủ rồi, tuần dương phán quan nuốt một ngụm nước bọt mà nói, rốt cuộc Tạ Lan ở quy khư đã có được cơ duyên gì, làm sao mà chiến lực có thể tăng lên một cách khủng bố như vậy. Sát cha ti phán quan lục chi đạo vừa kinh ngạc vừa tức giận mà nói. Điều mà tôi càng hiếu kỳ là chiến lược của hắn đã mạnh đến như vậy thì tại sao thời đại mạt Pháp lại không vì hắn mà kết thúc? Thường phạt ti phán quan ngụy Trinh hỏi, mặc kệ hắn, nếu như hiện tại chúng ta không ra tay, đợi thêm chút nữa sợ là không còn cơ hội nữa đâu. Tội ác ti phán quan Trung Quỳ nói, chiến thôi, âm luật ti phán quan thôi Ngọc Tràn chứa cảm xúc nói ra hai chữ. Ngũ đại phán quan đồng thời ra tay với tôi, chiến lực mạnh mẽ vượt xa thiên tôn bình thường, nhưng hiện tại tôi không muốn dây dưa với họ, âm binh quỷ tướng vẫn còn rất nhiều, hiện tại vẫn chưa phải lúc giết năm người họ. Tôi dùng thần niệm triệu hồi 6 con kiếm khí cự long ngay lập tức, dùng bọn nó chặn đường, chiến đấu trực diện với họ. Mà bản thân tôi, đương nhiên là tiếp tục cầm anh hùng chi kiếm ở giữa đại quân âm ti thu hoạch sinh mạng hết đợt này đến đợt khác. Ngũ đại phán quan hợp lực chiến đấu, lực lượng đã mạnh hơn thiên tôn bình thường, 6 con rồng của tôi đương nhiên không phải là đối thủ, nhưng mà mỗi khi có một con kiếm khí cự long bị diệt thì tôi liền triệu hồi ra một con kiếm khí cự long khác tham chiến ngay lập tức. Bọn họ dùng mọi cách để công kích đến thân thể tôi, nhưng lại chẳng thể thoát khỏi sự dây dưa của kiếm khí cự long, chỉ có thể chân mắt nhìn tôi dùng ma kiếm áo nghĩa đổ sát đại quân âm ti. Khi tôi bị sự phẫn nộ của việc phục thù che mắt, toàn tâm toàn ý lao vào giết chóc điên cuồng, đệ tử ma đạo còn sót lại của tôi vẫn luôn đứng phía sau đỏ mắt ánh lệ mà dõi theo hình bóng tôi. Ác chiến nhiều ngày đêm như vậy, thể lực và thần niệm của họ đều đã đến cực hạn. Tôi không cho phép họ tham chiến nữa, mà muốn họ đứng yên tại chỗ nhìn, nhìn cho rõ ma đạo tổ sư đang phục thù cho họ, nợ máu trả bằng máu. Trong tay tôi có kiếm, trong mắt có lệ, trong lòng lại có vô vàn hổ thẹn. Cờ chiêu hồn của ma đạo vẫn luôn là một mặt trầm trọng nhất trong tam đạo. Sở dĩ nó trở nên trầm trọng như vậy là vì tám chữ đó, ma đạo đệ tử, vạn thế thiên hồng. Cuối cùng, khi tôi đã truy sát gần 15 vạn âm binh, mấy vạn đại quân còn lại của âm ti bắt đầu tan rã chạy trốn khắp nơi như cô hồn giã quỷ, chó nhà có tang. Tất cả các âm soái đều đã đền tội, 36 quỷ tướng cũng chẳng còn nổi một tên. Thấy vậy, tôi không muốn tiếp tục truy sát bọn họ nữa, rút kiếm đi về hướng ngũ đại phán quan vẫn luôn dây dưa với 6 con cự long. chương 627, trận chiến với quỷ đế 1. Sau khi đại quân âm ti chạy trốn tán loạn, ý chí chiến đấu của ngũ đại phán quan cũng theo đó mà tiêu tán. Họ cũng muốn đi, nhưng lại bị sáu con kiếm khí cự long của tôi dây dưa giữ chân lại hơn nữa bản thân tôi vẫn luôn dùng thần niệm khóa chặt vị trí của họ hiện tại tôi cầm anh hùng chi kiếm từng bước từng bước đi về phía họ tứ đại phán quan không thể giết nhưng tuần dương phán quan là ngoại lệ tôi ở nhân gian giết hắn sẽ không bị vướng nhân quả chứng kiến tôi tập trung lên bản thân vẻ mặt hắn liền tái nhợt trong mắt tràn ngập nỗi sợ tuần dương phán quan vừa ngăn cản sự công kích của kiếm khí cự long vừa nói với tôi tạ lan ngươi không thể giết ta nếu như lúc đầu không phải Bạch Hà Sầu lừa mất bút sinh tử luân hồi của ta, người tuyệt đối không thể tránh thoát Diêm Vương điểm mão mà sống đến hiện tại. Tuần Dương phán quan, ta thực sự không nghĩ tới ngươi lại dám nhắc đến tên của chú Bạch trước mặt ta. Khoảnh khắc khi chú Bạch rời khỏi thế giới này thì ngươi nên hiểu rõ ngươi có chạy đằng trời cũng trốn không thoát. Máu tươi của đệ tử ma đạo đã nhuộm đỏ chiến trường, đứng trên máu tươi của họ, tôi không thể có chút lòng thương hại nào cho hung thủ đã giết chết họ năm đó phá quân hộ pháp thiên tôn bởi vì phục thù cho đệ tử ma đạo ở anh liệt nhai khi nhuốm máu toàn bộ long tộc ở nam hải giữa mày cũng chưa từng thoáng nhân lại vẫn là câu nói đó không giết thì không thể chấm dứt giết chóc lòng lương thiện bao dung chỉ kéo đến càng nhiều kẻ địch hơn cho ma đạo ngay sau đó tôi thao túng chiến long xuất động một kích trí mạng tấn công tuần dương phán quan đợi sau khi hắn lộ ra sơ hở tôi cầm anh hùng chi kiếm đến gần hắn rồi xuất ra một đạo kiếm khí lưu hình kiếm khí lưu hình đánh vào thân thể điên cuồng tàn sát âm thân của hắn, âm thân của hắn không ngừng tỏa ra khí đen, tuần dương phán quan hoàn toàn biến thành cho tàn trong sự thống khổ vô tận. Cái chết của tuần dương phán quan khiến cho tứ đại phán quan còn lại sinh ra lòng kinh sợ nhưng lại chẳng thể làm gì, bởi vì bọn họ đều chẳng thể phá vòng vây mà chạy. Ngay khi tôi định dùng cùng một cách đó giết chết họ thì Bắc Minh Tú đi về phía tôi. Đạo tổ, giết phán quan sẽ làm hỗn loạn trật tự của lục đạo luân hồi, lại còn bị dính đến nhân quả lớn, mong đạo tổ nghĩ lại. Bác Minh Tú nói: "Vì sự hy sinh của đệ tử Ma đạo, ta tự nguyện nhận tất cả nhân quả." Lửa giận trong lòng tôi khó mà đè xuống được, nhìn Bác Minh Tú nói. "Đệ tử Ma đạo có hàng ngàn hàng vạn, tổ sư lại chỉ có một, vẫn mong đạo tổ suy nghĩ lại." Sau khi ông ấy nói xong, đệ tử Ma đạo phía sau cũng lần lượt hô lên, vẫn mong đạo tổ suy nghĩ lại. Tôi trầm mặc lắng nghe, họ đang cầu xin cho kẻ địch. Nếu như không phải Ngũ Đại phán quan xuất binh xâm phạm nhân gian, họ đã không bị ép vào bước đường cùng chỉ cần tôi đến muộn một bước thì họ sẽ bị diệt toàn quân. Phu thê Bạch Hà sầu tử trận, Hách Liên Phong hậu tử trận, Lưu Phong vô tử trận. Chiến sĩ Thanh Khâu hồ tộc chỉ còn lại mười mấy người, năm đó khi tôi dẫn họ ra khỏi Hàn Hoang cả đội quân chỉnh chỉnh tề tề 8000 người. Tôi đã hổ thẹn đến mức không dám nhìn vẻ mặt của Lưu Phong xương nữa. Nhưng mà hiện tại hơn 1000 đệ tử ma đạo còn sót lại này đang xin tha cho đao phủ đã cướp đoạt đi mạng sống của họ, nguyên nhân chỉ là vì không muốn tôi vướng phải nhân quả. Ai già, sao tôi lại không hiểu chứ ma đạo tổ sư năm đó chính là vì đã vướng phải quá nhiều nhân quả nên mới không thể tránh thoát khỏi sát kiếp do thiên đạo an bài tôi có thể đi lại con đường của ngài ấy nhưng tuyệt đối không thể lặp lại vết xe đổ của ngài ấy trật tự của lục đạo luân hồi nếu như bởi vì phán quan bị giết mà xuất hiện vấn đề phần nhân quả nghiệp báo này còn nghiêm trọng hơn so với việc tôi đổ sát trăm vạn thương sinh thật ra tôi không sợ nhân quả nghiệp báo chỉ là không nhẫn tâm để chúng sinh chịu khổ vì tôi sau khi bình tĩnh lại tôi triệu hồi sáu con kiếm khí cự long. Thấy sát cơ của tôi đã biến mất, tứ đại phán quan đồng thời thở phào một hơi. Trước đó ta đã nói với các ngươi, các ngươi không nên đến đây, phán quan là chức văn, đạo môn cũng chưa từng xem các ngươi là kẻ địch. Tôi bình tĩnh nói, đa tạ đạo tổ khoan dung, sau khi chúng tôi về âm ti rồi sẽ không bao giờ xuất hiện ở nhân gian nữa. Thường phạt ti ngụy trinh nói, ừm, um, vậy thì rất tốt, chỉ là, chỉ là cái gì? Âm luật ti phán quan thôi ngọc hỏi, chỉ là nếu như các ngươi đã là chức văn vậy thì còn cần dùng đạo pháp thu vi làm gì lời này của đạo tổ là có ý gì thôi ngọc lại hỏi trước khi quay về âm ty thì tự hủy huyền quan đi tôi nhẹ nhàng nói nghe tôi nói như vậy trung quỳ lập tức nổi giận lớn tiếng nói kẻ sĩ có thể giết nhưng không thể chịu nhục được vậy để ta giết ngươi nói xong tôi trực tiếp dùng anh hùng chi kiếm bạo phát kiếm khí lưu hình chém về phía trung quỳ trung quỳ vội vàng tránh né nhưng một kiếm này của tôi vốn không phải để giết hắn, mà là chém về phía tòa núi cách mười mấy trượng sau lưng hắn. Chỉ nghe tiếng ầm ầm chấn động vang lên, ngọn núi đó bị kiếm khí lưu hình của tôi đánh sang bằng. Uy lực bậc này chính là tiêu chuẩn của cấp bậc trí cường thiên tôn. Trung quy ngây người, lửa giận trong mắt tiêu tán, thân sắc trên khuôn mặt cũng theo đó mà ảm đạm đi. mươi 628, trận chiến với quỷ đế khai. Ta không giết các ngươi, không phải không dám mà là không muốn liên lụy đến chúng sinh trong lục đạo luân hồi nếu như các ngươi không lĩnh ngộ được nỗi khổ tâm của ta thì ta cũng không ngại đem tất cả các ngươi diệt sạch tại nhân gian này tôi nói chỉ sợ đạo tổ gánh không nổi nhân quả sau khi giết chúng ta thấy tôi không thật sự muốn giết trung quỳ sát cha ti phán quan lục tri đạo mở miệng nói ngươi có nhận ra thanh kiếm trong tay ta không tôi hỏi nghe tôi nói vậy tứ đại phán quan đều hướng ánh mắt về thanh kiếm trong tay tôi bắc minh tú cũng ngưng thần quan sát lúc tôi nghĩ không ai có thể nhìn ra lai lịch của thanh kiếm này thì bắc minh tú lại quay sang nhìn tôi trong mắt mang theo sự nghi ngờ tôi nhìn ông ấy gật đầu sau đó ông ấy mới nói với tứ đại phán quan thanh kiếm này là kiếm của thiên đạo chúng ta đều sai rồi đạo tổ dùng thanh kiếm này giết các ngươi thiên đạo sẽ không can thiệp hiện tại hẳn là các ngươi cũng hiểu rồi ta không giết các ngươi không phải do sợ vướng phải nhân quả chỉ là không nhẫn tâm nhìn thương sinh chịu khổ vì ta tôi nhìn thẳng vào lục tri đạo nói vẻ mặt của lục tri đạo đã trắng bệch cuối cùng dưới áp lực của tôi phát động thần niệm tự hủy huyền quan. Sau khi mất đi tu vi cả đời, tướng mạo của lục tri đạo thay đổi lớn, không còn một chút nhuệ khí nào, không khác mấy với quỷ bình thường. Nhưng mà thần vị phán quan của hắn vẫn còn đó, vẫn có thể chấn nhiếp bách quỷ như cũ. Sau lục chi đạo, thường phạt ti phán quan ngụy trinh thở dài một hơi rồi cũng tự hủy đi huyền quan, sau đó là trung quỷ. Đến lượt âm luật ti phán quan thôi ngọc thì tôi ngăn hắn lại. Có lẽ thôi phán quan vẫn nên nhân lúc còn pháp lực mở ra âm dương giới môn, nếu không đường đi chắc trở, bốn vị phán quan không biết đến khi nào mới có thể từ miếu thành hoàng quay lại âm ti. Tôi nói, đa tạ đạo tổ nhắc nhở, thôi ngọc cười nói, nụ cười còn khó coi hơn khóc. Sau đó thi pháp mở ra âm dương giới môn đen thăm thẳng, tứ đại phán quan đi vào đó. Trận chiến này, tổn thất của âm ti phải gấp mấy lần đệ tử ma đạo. Chỉ là âm ti có thể chịu được khoản tổn thất này, thậm chí còn không tính là thương gân động cốt, nhưng ma đạo tôi lại không thể chịu được bất cứ thương tổn nào, sự hy sinh của mỗi một đệ tử ma đạo đều là gánh nặng trong lòng tôi. Trận chiến ở núi Tiểu Bạch xem như đã kết thúc, nhưng mà trận chiến ở trên không vẫn chưa kết thúc, hiện tại chưa phải lúc để tôi đau thương cho những linh hồn anh dũng tử trận. Âm thi nếu như dám xuất ra thiên tôn phối hợp với Ngũ đại phán quan để diệt căn cơ của ma đạo tôi, vậy thì nên chuẩn bị tốt để mai táng ở nhân gian đi. Tôi nhìn lên trời xanh sau khi căn cứ vào dị tượng trên trời phán đoán ra vị trí của cửu thiên phong chủ phong thập bát, ngự không bay về phía ngài ấy. Nơi cực cao trên trời, không thuộc về nhân gian, thời đại mạt pháp chưa kết thúc, thiên tôn tranh đấu, không thể xuất hiện ở nhân gian. Âm ti phái ra tam đại giám sát sứ vây khốn hai trí cường thiên tôn của ma đạo, lại phái hai vị quỷ đế vây khốn phong thập bát. Phong thập bát vốn đã có chiến lực thiên tôn, sau khi ở bên trong chư thần hoàng hôn ngưng tụ ra được thần cách của thái cổ phong ma, tu vi đã trực tiếp tăng đến cảnh giới đỉnh phong của thiên tôn, khoảng cách với cấp bậc đạo tổ chỉ cách một tầng giấy mỏng. Chỉ là bản thân thái cổ phong ma không có chiến lược mạnh, là thần minh có thuộc tính tổng hợp toàn năng, chỉ dựa vào mỗi chiến lược thôi thì chỉ bằng một tên quỷ đế, bất quá thân pháp của ngài ấy rất khó nắm bắt, vậy nên âm ti mới phái ra hai tên quỷ đế vây khốn ngài ấy. Khi tôi nhìn lên trời thì đã cảm giác được trận chiến của thiên tôn ma đạo, phong thập bát là nguy hiểm nhất, tôi mới bay về phía ngài ấy. Trong lúc tôi đang ngự không cũng không ngừng sử dụng anh hùng chi kiếm phóng thích ra kiếm khí lưu hình. Khi tôi đến nơi nhìn thấy phong thập bát, kiếm khí lưu hình được xuất ra đã dần dần biến thành một biển kiếm vô hình ở giữa tầng mây. Kiếm hải là lá bài mạnh nhất của tôi, là đại sát chiêu của tôi. Hiện tại, phong thập bát đang đối chiến với bắc phương quỷ đế Trương Hành và nam phương quỷ đế Đỗ Tử Nhân. Hai đại quỷ đế sử dụng pháp kiếm, một trái một phải kẹp chặt phong thập bát, dù cho ngài ấy đã dùng hết mọi thủ đoạn vẫn không thể thoát khỏi sự dây dưa của hai quỷ đế. Cuộc chiến giữa họ đã rằng co trong một khoảng thời gian rất lâu, ban đầu quỷ đế chỉ muốn vây khốn phong thập bát, sau khi hiểu rõ chiến lược của phong thập bát thì hiện tại họ đã động sát tâm với ngài ấy. Dưới sự vây công của hai người, bóng dáng phong thập bát ngày càng chật vật. Sau một tiếng sắc linh của nam phương quỷ đế, triệu hồi ra la phù sơn kính tượng giữa không trung, đánh thẳng vào đầu phong thập bát. Lúc phong thập bát hốt hoảng né tránh, Bắc phương quỷ đế trương hành lại xuất ra một đạo sắc lệch, pháp kiếm trong tay liền biến thành một con u minh huyền thủy giao long dài ngàn trượng, chặn đứt đường lui của phong thập bát. Hai đại quỷ đế muốn dựa vào một núi một rồng lấy mạng của phong thập bát trên cửu thiên này. Trong nháy mắt khi la phù sơn sắp sáng xuống mà phong thập bát lại chẳng có đường thoát, kiếm hải của tôi đột nhiên ầm ầm sông lên, tránh khỏi phong thập bát, sông về phía la phù sơn. Cùng lúc đó, bản thân tôi cầm anh hùng chi kiếm hướng về u minh huyền thủy giao long. Chương 629, Quỷ đế khó thoát một. Đạo tàng cho rằng quỷ hồn dưới địa ngục do Ngũ phương quỷ đế quản lý, Ngũ phương quỷ đế này lần lượt là Đông phương quỷ đế Thái Úc luật, cai trị núi Đào Khâu. Bắc phương quỷ đế Trương Hành, cai trị núi La Phong. Nam phương quỷ đế Đỗ Tử Nhân, cai trị núi La Phù, chỉ huy quỷ Khương Man. Trung ương quỷ đế Chu Khất, Kê Khang, cai trị núi Bão Độc. Tây phương quỷ đế Triệu Văn, cai trị núi Ba Trùng. Quỷ đế dùng âm thân đắc đạo, dùng quỷ khí để thi triển thuật pháp thần thông. Lần này do Bắc Phương Quỷ Đế Trương Hành và Nam Phương Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân nhận lệnh vây khốn phong thập bát. Trương Hành thuộc Bắc Cương của âm ti, ngũ hành Bắc Cương thuộc thủy, âm ti là huyền thủy vậy nên thuật pháp của Trương Hành ít nhiều đều có liên quan đến tiên thiên quý thủy. U Minh huyền thủy giao long hắn triệu hoán là do pháp kiếm trong tay hắn hóa thành nên hắn có thể tùy ý điều khiển giống như vật sống bình thường vậy. Trong truyền thuyết, ở Bắc Cương âm ti có con giao long huyền thủy dài vạn trượng đắc đạo do cắn nuốt âm hồn, sau này đã bị chư thần ở âm ty liên thủ giết chết sau khi giao long chết bắc phương quỷ đế lúc đó đã dùng ba tấc ba thước xương rồng để luyện thành u minh huyền thủy kiếm sau đó lưu truyền qua các đời trở thành một pháp bảo của bắc phương quỷ đế chiến lực của trương hành là trí cường thiên tôn mà con u minh huyền thủy giao long do pháp kiếm của hắn hóa thành cũng là cảnh giới trí cường thiên tôn sau khi triệu hoán ra thì chiến lực trực tiếp tăng lên gấp đôi bất quá bởi vì u minh huyền thủy giao long có liên kết với linh hồn của hắn một khi giao long bị giết trương hành liền phải gánh chịu kiếp nạn kiếm hủy nhân vong la phù sơn kính tượng do đỗ tử nhân triệu hoán ra là cùng một loại pháp thuật với đồ sơn công tử khi triệu hoán ra thái sơn kính tượng chỉ là la phù sơn lại có uy năng sát phạt bởi vì đồ sơn công tử chỉ có thể mượn mấy phần uy thế của thái sơn nhưng đỗ tử nhân lại dựa vào thân phận quỷ đế để triệu hồi ra sơn hồn của la phù sơn sơn hồn của la phù sơn ra tay có là đạo thể thiên tôn cũng sẽ bị nghiền thành bột phấn giống như trương hành vậy La Phù Sơn cũng là con bài mạnh nhất của Đỗ Tử Nhân, hai người đều đã đưa ra con bài mạnh nhất của mình, đúng là thật sự muốn giết chết Phong Thập Bát. Khi tôi chạy đến nơi, đúng lúc nhìn thấy Phong Thập Bát đang bị một rồng một núi này chặn hết tất cả đường thoát, lên trời không được độn thổ chẳng xong, xung quanh còn có hai tên quỷ đế trương hành và Đỗ Tử Nhân có thể ra tay lấy mạng bất cứ lúc nào. Phong Thập Bát đã quyết chiến rất lâu với hai tên quỷ đế này, thần niệm đã bị đào rỗng, thân thể cũng đã bị thương khắp nơi, vừa rồi nỗ lực tránh thoát một lần sát chiêu, hiện tại đối mặt với một kích trí mạng của hai quỷ đế, nội tâm phong thập bát đã tuyệt vọng. La Phù Sơn trên đầu không thể đỡ, cũng chẳng tránh thoát được U Minh Huyền Thủy Giao Long xảo trá linh độc, mà Trương Hành và Đỗ Tử Nhân lại đang ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào, chặt đứt hết tất cả đường lui của ngài ấy. Đầu tóc phong thập bát rối bời, không còn một chút uy nghiêm nào của thần minh nữa. Vừa liều chết chiến đấu với U Minh Huyền Thủy Giao Long vừa âm thầm dùng thần niệm mở ra phong bão lĩnh vực để đối kháng với La Phù Sơn kính tượng của Đỗ Tử Nhân nhưng mà với thần niệm của cô ấy đã không thể nào mở ra một phong bão lĩnh vực mới nữa trận chiến này cô ấy đã định sẵn khó mà chạy thoát nghĩ đến đây phong thập bát từ bỏ ý định đối phó la phù sơn kính tượng mà toàn lực ra tay muốn giết u minh huyền thủy giao long của trương hành trước khi chết trong lúc chém giết phong thập bát vẫn luôn lo lắng cho chiến cục ở nhân gian ngài ấy đến đây là để ngăn cản đệ tử ma đạo ở núi tiểu bạch diệt phong đáng tiếc dưới sự vây khốn của hai đại quỷ đế ngài ấy chẳng thể làm gì được hết theo sự giáng xuống của La Phù Sơn kính tượng trên đầu, thân hình của Phong Thập Bát dưới sự nghiền ép của Sơn Hồn La Phù Sơn đã mất đi sự linh động của gió. Sau khi thân hình bị áp chế, chiến lực sụt giảm nghiêm trọng, Phong Long vừa mới triệu hoán đã bị U Minh Huyền Thủy Giao Long nhanh chóng giết chết. Cuối cùng Phong Thập Bát chỉ có thể dựa vào Phong Chi Pháp Tắc do bản thân quản lý để hóa thành Phong Giao Phong Kiếm chiến đấu cận chiến với Giao Long. Đáng tiếc ngài ấy vốn không thiện chiến, càng không có sở trường cận chiến thân hình đẹp đẽ xuất hiện từng vết thương nhìn thấy mà sợ máu tươi bắn ra mặc cho ánh xanh của phù tô chi phong quấn quanh nhưng sinh cơ phục hồi chẳng thể sánh kịp với tốc độ bị thương phong thập bát càng chiến đầu lòng càng lạnh dần đi biết rõ bản thân khó tránh khỏi cái chết mà vẫn luôn theo dõi chiến cục ở núi tiểu bạch núi tiểu bạch là căn cơ mà ma đạo khó khăn lắm mới có được nếu như toàn bộ bị diệt phong sẽ khiến ngài ấy chết cũng chẳng thể yên lòng vừa lúc ngài ấy định nhìn núi tiểu bạch một lần cuối cùng ngài ấy đã nhìn thấy tôi Nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt tôi, cũng nhìn thấy thanh kiếm trong tay tôi, quan trọng nhất là ngài ấy đã nhìn thấy hy vọng trên người tôi. Khi tôi chạy đến, La Phù Sơn kính tượng đã sắp đè lên đỉnh đầu của Phong Thập Bát, còn không tới 10 triệu nữa. Mà con U Minh Huyền Thủy giao long cũng đang điên cuồng cắn xé càn quét, điên cuồng đánh vào người Phong Thập Bát.